ra cánh én. Em đến bên tôi ngồi đợi mở ra cuộc tình. Đời sẽ cho lọc và đời sẽ cho hoa. Em nếu lo bên đời dày tôi biết xa gần. Xin kính chào tất cả quý đồng nghiệp cùng các em sinh viên. Thì như đã thông báo thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với tất cả các bạn và các em sinh viên một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn trong tim mạch nhi cũng như là phẫu thuật tim mạch nhi nói riêng và cả cái phẫu thuật tim nói chung. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi xin mời các bạn xem một cái video ngắn. Như vậy các bạn qua đã vừa xem xong cái video clip mà chỉ là một cái trailer trong một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, đó là Something the God Made. Thì trong cái đoạn phim đó nó rất là nhanh, các bạn có thể không nắm được cái nội dung, nhưng mà có thể các bạn sẽ thấy được cái những người mà tôi chỉ ra đó. Một là một bác sĩ người da trắng đeo kính, hai là một cái người da đen chàng thanh niên, và thêm một cái người phụ nữ nữa. Thì đó là những người mà các bạn có thể nghe qua trong cái câu chuyện của họ nói pulmonary artery, hoặc là blood to the lung, hoặc là một cái history, hoặc là we change the world. Thì đó là cái phần mở đầu của một cái trailer của một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, nói về những con người đã đứng đằng sau một trái tim bị bệnh và đã làm nên cái lịch sử. Thì hôm nay theo cái dòng lịch sử đó, chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn một cái bệnh lý mà nó cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển của tim mạch nhi, phẫu thuật tim mạch nhi và phẫu thuật tim nói chung. Thì đó là cái chủ đề về tứ chứng pha lô. Và bên cạnh cái tứ chứng pha lô đó thì chúng tôi nói thêm về câu chuyện của những cái trái tim vĩ đại. Như các bạn thấy trong cái video clip vừa rồi đó, thì có một người da đen, và cái người đó ngay trong cái giai đoạn đầu tiên thì anh không được đi vào cửa chính, bởi vì cái luật lúc đó là người da đen không được đi vào cửa chính, mặc dù cái người mà dẫn anh ta đi đó là một bác sĩ cực kỳ nổi tiếng, đó là Blalock. Nhưng mà trải qua với cái đam mê, cái thiên bẩm cũng như là mồ hôi nước mắt và vượt lên trên tất cả, thì ông đã làm nên lịch sử. Và chính vì lý do đó, ngay cả đối với những cái người phẫu thuật viên tim mạch cực kỳ là bận bịu, thì chỉ cần nói say his name
And the busiest heart surgeon in the world will stop and talk for an hour. Có nghĩa là dù người ta có bận biểu đến mức độ nào đi nữa, thì khi mà chỉ cần nói đến cái tên người này, thì họ có sẵn sàng có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để nói về câu chuyện của ông. Thì hôm nay chúng ta sẽ có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để nói về ông và một số người xung quanh ông. Đầu tiên, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của một cái người da đen đứng trong cái phòng thí nghiệm như thế này. Thì anh ta, cái bức hình này nó chụp rất là đẹp là bởi vì gần như là ở trong cái bóng tối. Nhưng mà nếu như các bạn thấy cái tiêu đề của một cái bài báo trên The Washington Union năm 1989, thì người ta đưa ra cái tiêu đề này: Like something the Lord made, là giống như là một điều gì đó mà Thượng Đế đã tạo ra. Thì có thể Vivian Thomas là một trong những cái điều kỳ diệu đó. Vậy chúng ta quay trở lại cái bài báo, cái bài chính về nội dung chính là tứ chứng Phaolô, để chúng ta nghe một số câu chuyện bên cạnh cái bệnh tứ chứng Phaolô này. Về lịch sử thì chúng ta biết cái tứ chứng Phaolô nó không phải là một cái bệnh lý gì gọi là mới được biết gần đây. Trên một số bạn sinh viên thì có thể là nghĩ là bệnh Phaolô này nó phức tạp, có lẽ là một bệnh này cũng mới biết đây thôi. Nhưng thực sự ra thì năm 1671, một cha đạo, một đức hồng y đã tên là Neil Stenson, một người Đan Mạch, ông đã mô tả đầu tiên về cái bệnh, cái tất cả những cái tổn thương mà bây giờ chúng ta biết là cái tổn thương đó là tứ chứng Phaolô. Ông nghiên cứu trên một cái thai đa dị tật, có tim ra ngoài lồng ngực, có tim lệch chỗ, lạc chỗ, mà bây giờ mình gọi cái chứng đó mình gọi là cái ngũ chứng Kendrell. Nhưng mà trong cái ngũ chứng Kendrell ở bệnh cái thai nhi này, một đứa trẻ bị chết này, thì thai nhi bị chết này, thì ông Neil Stenson ông đã mô tả tất cả những cái tổn thương giải phẫu mà bây giờ mình nghĩ đó là tứ chứng Phaolô. Đây là cái người mà đầu tiên đưa vào trong y văn những cái mô tả về bệnh lý này. Sau đó William Hunter, tức là sau khoảng một thế kỷ, hơn một thế kỷ, thì William Hunter cũng mô tả chi tiết về cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh tứ chứng Phaolô này. Thì nếu như các bạn bên nhi thì các bạn có sẽ biết được một cái hội chứng Hunter rất là nổi tiếng. Thì Hunter này là anh của Hunter kia, Hunter mà mô tả hội chứng Hunter kia thì nổi tiếng hơn. Nhưng mà người anh này cũng đã là một người rất là tài năng, có thể mô tả được cái chi tiết về bệnh tứ chứng Phaolô. Và từ năm 1784 đó thì có rất rất nhiều cái bài báo, những cái công trình nghiên cứu về đó. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để liệt kê hết tất cả những con người đó. Chúng ta chỉ nói về cái cột mốc quan trọng nhất là năm 1888, thì một người Pháp tên là Etienne Louis Arthur Phaolô. Các bạn sinh viên, tôi nhắc lại là các bạn đọc là Phaolô chứ không đọc là Phaolô. Nhiều người đọc là Phaolô bởi vì có chữ T, nhưng là vì ông này là người Pháp cho nên đơn thuần chúng ta đọc là Phaolô. Người Mỹ họ đọc Phaolô, hay là chắc chắn là họ không đọc Phaolô, mà nếu ai đó đọc Phaolô là sai. Thì năm 1888, ông công bố rất nhiều cái bài báo trên cái tạp chí gọi là Marseille Medical, và mô tả rất chi tiết về cái bệnh mà lúc đó ông ta gọi là cái maladie bleu, hay gọi là cyanose cardiaque, có nghĩa là cái bệnh lấy gây tím, hoặc là cái tím do tim. Thì ông mô tả rất là nhiều, nhưng bản thân tứ chứng ông Phaolô này chưa đưa ra một cái tên gì cho cái bệnh lý này, và ông cũng không hề có ý định đưa tên mình vào trong cái bệnh này. Tuy nhiên có một người khác là bà Abbott. Abbott là sinh viên y khoa cũng học ở Marseille, và sau đó khi bà đọc về cái tổn thương này, và bởi vì bà là đồng hương, dĩ nhiên là đồng hương của Phaolô, cho nên lúc đó bà đưa ra bốn cái tổn thương chính, và bà gọi luôn cái tên của tiền bối của mình, đó là bà gọi là tứ chứng Phaolô, bởi vì nó sẽ có bốn cái tổn thương. Mà bốn tổn thương đó thì chắc chắn là ngay cả như sinh viên y khoa thì chúng ta đều biết. Tuy nhiên cái phần đó là cái phần trong cái phần tổn thương giải phẫu bệnh chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ điểm qua lại cái lịch sử thì chúng ta thấy đây, chúng ta biết rồi, đây là đức cha Neil Stenson. Thứ hai là William Hunter. Thứ ba là Etienne Louis Arthur Phaolô. Và cái người quan trọng nữa mà đặt cái tên cho bệnh, lấy cái tên cho bệnh là Maud Abbott. Thì Abbott này là người có thể gọi là cái người phụ nữ đầu tiên
mà đưa ra một cuốn sách, viết một cuốn sách về phân loại về tất cả những cái bệnh lý tim bẩm sinh, và có công cực kỳ lớn khi chúng ta biết, phải khi mà chúng ta hiểu về cái bệnh gì đó thì chúng ta phải phân loại nó. Thượng Đế tạo ra và chúng ta phân loại. Mà khi nào phân loại thì chúng ta mới hiểu được cái bản chất. Thì trong cái bệnh tim bẩm sinh thì Abbott là một người đầu tiên viết một cuốn sách, mà chúng tôi, bản thân tôi cũng có cuốn sách đó. Mặc dù bản điện tử, chứ còn từ những năm 30 thì chắc chắn là không có cuốn sách sách in được, như chúng tôi không thể có. Thì trong cái câu chuyện này thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một người phụ nữ khác, mà các bạn hãy chờ thêm. Thì đó là bốn cái người cực kỳ quan trọng trong cái lịch sử phát triển về tìm hiểu bệnh Fallot. Vậy thì Fallot là gì? Cái tứ chứng Fallot, mình gọi tiếng Anh là Tetralogy of Fallot, hay thường nhất thì chúng ta gọi là TOF. Nó cho nhanh là TOF. Thì chiếm khoảng 3,5% bệnh tim bẩm sinh. Hôm trước chúng tôi có trình bày một cái bài về thông liên thất. Và hôm nay vì sao chúng tôi lại chọn tứ chứng Fallot? Là bởi vì thông liên thất có thể được xem là bệnh lý tim bẩm sinh mà không tím thường gặp nhất. Vậy thì ở đây tứ chứng Fallot là một bệnh lý tim bẩm sinh tím thường gặp nhất. Và cái tứ chứng Fallot này, như trong cái phần sau chúng tôi sẽ trình bày, nó cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ với việc phát triển trong lịch sử phát triển của tim mạch học, mà nó còn quan trọng đối với một cái trung tâm phẫu thuật tim bẩm sinh. Nếu như một cái trung tâm phẫu thuật tim bẩm sinh mà chúng ta có thể vá thông liên nhĩ, vá thông liên thất, mà chúng ta không bao giờ vá được hoặc là sửa chữa được tứ chứng Fallot, thì chúng ta luôn luôn ở bên này cái sườn dốc. Còn nếu như chúng ta đã phẫu thuật được tứ chứng Fallot, chúng ta hồi sức tốt đẹp, thì chắc chắn sau đó chúng ta sẽ vượt lên để đi đến những cái bệnh lý phức tạp hơn. Đó là nói đối với một cái trung tâm tim mạch. Còn đối với một phẫu thuật viên cũng vậy. Với một phẫu thuật viên, nếu như chúng ta vá thông liên nhĩ, thông liên thất mà chúng ta không đạt đến cái đỉnh của tứ chứng Fallot, không đạt đến cái cột mốc của tứ chứng Fallot, thì chúng ta cũng vĩnh viễn ở lại bên này, phía bên này của cái sự nghiệp. Chúng ta không thể nào phát triển lên trên để mà đạt đến những cái bệnh lý khó khăn hơn. Chính vì vậy mà bản thân tôi coi tứ chứng Fallot là một cái bệnh lý cực kỳ quan trọng. Và chính vì đó nó nuôi dưỡng cái đam mê bao nhiêu năm mà theo dõi cái bệnh tứ chứng Fallot này. Quay trở lại cái tứ chứng Fallot, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ nó khoảng 1/3600, hay là khoảng 100.000 đứa trẻ sinh ra thì có 28 em bé bị tứ chứng Fallot. Thì chúng ta biết ở Việt Nam mình có khoảng gần 2 triệu trẻ em sinh ra mỗi năm. Thì các bạn cứ nhân lên thì cái số lượng tứ chứng Fallot này chắc chắn là nó sẽ không nhỏ. Và khác với lại thông liên nhĩ thì nữ sẽ gặp nhiều hơn nam, nhưng ở đây thì cái bệnh này nó mang tính công bằng hơn, tức là nam nữ đều mắc như nhau. Cũng như trong lịch sử chúng ta thấy nam có phát hiện thì nữ cũng có phát hiện, nam đưa ra những cái phương pháp điều trị thì nữ cũng đưa ra những phương pháp điều trị. Nói chung ở đây nó có tính cân bằng. Những người mà anh chị em của bệnh nhân tứ chứng Fallot á, thì có 3% có nguy cơ mắc tứ chứng Fallot. Có nghĩa là chính vì lý do đó mà khi trong gia đình có một em bé bị tứ chứng Fallot thì chắc chắn chúng ta phải siêu âm tim bào thai để chẩn đoán coi thử có bệnh tim bẩm sinh gì không, đặc biệt là có tứ chứng Fallot hay không. Thêm một cái điều quan trọng nữa là chúng ta biết, nếu như các bạn nghiên cứu về cái phôi thai học thì chúng ta biết là những cái tế bào thần kinh đầu tiên khi mà thai nó chỉ có hai cái lá phôi á, thì những tế bào đầu tiên là tế bào thần kinh nó di chuyển về phía trước, và đồng thời những cái tế bào mà để tạo nên cái đường thoát của tim, tức là cái chỗ động mạch đó, thân động mạch đó, nó cũng từ phía sau nó đi về phía trước, và thường hai cái đó nó sẽ có liên quan với nhau. Và tứ chứng Fallot là một trong những bệnh lý mà tổn thương của cái thân nón động mạch, cho nên thường thường nó có thể liên quan đến cái disorder, là một cái bệnh lý thường có liên quan đến cái thần kinh, đến miễn dịch. Chúng ta thường biết chủ yếu là đến miễn dịch. Như vậy có khoảng 25-26, 1/4 bệnh nhân tứ chứng Fallot có hội chứng disorder. Cho nên ở đây, ở Việt Nam mình bây giờ có một số nơi khi mà một em bé tứ chứng Fallot vào thì hầu như người ta sẽ làm luôn cái gen FISH để mà chẩn đoán có hội chứng disorder hay không. Thì chẩn đoán thì ở Việt Nam mình, ở đầu phía Nam mình có thể làm ở Hùng Vương, ở Đại học Y Dược, ở Từ Dũ, rất nhiều nơi có thể làm được cái chẩn đoán về disorder này. Rồi, bây giờ chắc là có lẽ cũng không cần phải nói nhiều thì các bạn đều biết tứ chứng Fallot là gì. Tứ chứng Fallot, thứ nhất là nó có 4 cái tổn thương chính. Một là thông liên thất,
Hai là động mạch chủ của ngựa dễ âm thanh, chắc dễ phải không? Ba là cái hẹp động mạch phổi, mình gọi là hẹp động mạch phổi hoặc là hẹp cái đường thoát của thoát phải. Vậy thì nó có thể hẹp dưới cái van động mạch phổi, hoặc là hẹp ngay tại van, hoặc có thể hẹp trên van. Thậm chí nó có thể kết hợp rất nhiều vị trí hẹp khác nhau, như trong cái phần sau chúng tôi sẽ trình bày cái hình ảnh. Và dĩ nhiên cái cuối cùng đó là cái phì đại thất phải. Bốn cái tổn thương này nó góp phần, chính vì bốn tổn thương này mà người ta đưa ra cái tên là tứ chứng Fallot. Và một trong những cái điều mà các bạn thường hay hỏi tôi nhất, không hiểu, bởi vì điều số 1, số 2, số 4 thì nó dễ hiểu, nhưng mà điều số 2 tức là động mạch chủ cưỡi ngựa thì nhiều người hỏi là cưỡi ngựa là sao thầy? Thì đây, cưỡi ngựa là như thế này. Cưỡi ngựa tức là mình ngồi lên lưng con ngựa, có thể là nam cũng cưỡi được, trẻ em cũng cưỡi được. Nhưng ở đây tôi đưa ra cái hình một người nữ với một đôi chân rất là dài để cho các bạn có vẻ là phấn khích sau một ngày làm việc rất là mệt nhọc. Vậy thì cái cưỡi ngựa như thế nào, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn. Vậy thì cái giải phẫu bệnh của tứ chứng Fallot, các bạn có thể thấy, nếu các bạn nào chưa quen thì cũng hơi khó nhìn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trình bày làm sao đó các bạn có thể hiểu được. Thì đây là cái tim mà chúng ta nhìn từ bên phải của trái tim nhìn qua, và chúng ta cắt đi một nửa, cắt ở ngay cái vị trí vách liên thất, tức là phía bên phải của vách liên thất chúng ta cắt. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái thứ nhất là có một cái lỗ đây, cái lỗ rất lớn đây, chúng ta gọi đây là lỗ thông liên thất. Cái này là quá dễ rồi. Như các bạn tưởng tượng, thông thường với một cái trái tim thông thường á, thì cái động mạch chủ nó phải nằm phía bên kia của vách liên thất, đúng không? Phía bên trái. Bên trái là cái phần mà chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta đang nhìn phía từ bên phải. Thì lẽ ra cái động mạch chủ nó phải nằm về phía bên kia, thì chúng ta cắt nó sẽ không đứt cái động mạch chủ kiểu như vậy. Nhưng mà vì cái động mạch chủ đó, một phần đây nó nằm phía bên trái này, cái rìa này á, nằm phía bên trái, cũng cái rìa mà chúng ta cắt đi nó nằm qua phía bên phải. Có nghĩa là động mạch chủ nó đã vượt lên trên cái cột mốc, cái cột mốc của vách liên thất đây, để nó vượt qua từ bên trái, nó vượt qua bên phải. Bình thường động mạch chủ nó sẽ nằm bên trái, còn bây giờ nó nằm lên cả bên trái lẫn bên phải, cho nên chúng ta cắt mới đứt như này. Cho nên đây chúng ta gọi là cái động mạch chủ cưỡi ngựa. Tuy nhiên nhìn trên cái mặt cắt này thì các bạn sẽ không thấy, lát nữa sẽ có một số mặt cắt khác. Và cái thất phải ở đây chúng ta thấy nó phì đại rất là dữ. Đây, cái cơ nó phì đại lên rất là nhiều. Và một cái tổn thương cực kỳ quan trọng đó là cái hẹp động mạch phổi. Và vì sao người ta đánh dấu sao ở đây? Nếu các bạn quen rồi, bạn học quen rồi, thì trong cái phần sau trên các hình siêu âm chúng tôi sẽ cố gắng mô tả cái conus, tức là cái vách nón hay là vách phiểu này, cái conus này. Thì thường cái conus này nó sẽ không lấn ra phía trước. Chúng ta tưởng tượng là cái tim này là phía trước nha, cái này là phía sau. Thì cái vách này lẽ ra nó phải chia xong đều, nhưng mà bây giờ nó lấn ra phía đằng trước. Cho nên vì lấn ra phía đằng trước cho nên cái chỗ này, cái đường thoát của thất phải hay là cái chỗ lên cái động mạch phổi này nó hẹp rất là dữ. Các bạn thấy ở ngay cái mũi tên đây. Và đây là cái tổn thương giải phẫu bệnh quan trọng nhất mà chúng ta sẽ nói sau. Như vậy, tóm lại chúng ta sẽ có gì? Thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa, thông liên thất này, thông liên thất rất là lớn, động mạch chủ cưỡi ngựa, hẹp đường thoát thất phải hay là hẹp động mạch phổi, và thất phải phì đại. Thì bốn cái tổn thương nó như vậy chúng ta nhìn. Bây giờ chúng ta nhìn trên giải phẫu bệnh. Nếu như mà chưa rõ lắm thì chúng ta nhìn qua cái hình vẽ. Người ta cố gắng vẽ sao đó cho các bạn có thể hiểu được, nhưng mà tôi nghĩ chắc là cũng chưa hiểu. Đây là thất phải. Ở đây cái cơ bề này nó dày lên rất là nhiều. Và ở đây là có một cái gờ riêng thất đây, cái màu riêng thất đây, và đây là cái conus. Và động mạch phổi ở đây nó rất là nhỏ, trong khi đó động mạch chủ nó rất là to, và cái lỗ thông liên thất cũng khá là lớn. Như vậy cái hình này với cái hình trước chắc nó cũng không giải thích gì với nhau gì nhiều lắm. Vậy thì gần đây, cũng không phải là gần lắm, từ khi mà Van Braak, hai vợ chồng ông này là Van Braak, đưa ra nhiều nghiên cứu khác nhau, và người ta nói là cái này, tứ chứng Fallot này có thể nó không phải là tứ chứng mà nó chỉ là đơn chứng hay là độc chứng thôi. Thì theo cái lý luận của hai vợ chồng ông này, đặc biệt là ông chồng, thì người ta nghĩ là cái tổn thương quan trọng nhất là do cái vách nón, tức là cái vách mà chia động mạch chủ và động mạch phổi đó. Chúng ta biết cái động mạch chủ và động mạch phổi, trong lần trước chúng tôi cũng có nói rồi, động mạch chủ và động mạch phổi đầu tiên nó chỉ là một cái cấu trúc ống độc nhất,
Và khi việc càng phát triển lên á, thì trong đó nó sẽ có một cái vách, nó sẽ chia cái động mạch chủ, cái động mạch đó ra thành động mạch chủ và động mạch phổi. Và ở đây cái sự chia nó bị lệch, nó bị lệch ra đằng trước. Và chính vì nó bị lệch ra đằng trước đó, cho nên nó làm hẹp cái động mạch phổi. Và cũng chính vì cái vách đó nó lệch ra đằng trước, cho nên nó kéo cái động mạch chủ vượt qua biên giới, và nó vượt qua cái vách liên thất, cho nên nó có động mạch chủ cưỡi ngựa. Mà vì cái động mạch chủ nó vượt qua như vậy, cho nên cái vách liên thất bên dưới và cái vách nón lên trên nó sẽ không thể hòa màng vào nhau được, cho nên nó tạo nên thông liên thất. Còn cái thất phải mà dày đây thì nó là một cái hậu quả thôi, tức là do đường thoát thất phải nó bị hẹp, do vậy là thất phải nó phải bóp rất là nhiều, cho nên cái thất phải mà dày lên chủ yếu là cái hậu quả. Như vậy người ta nghĩ là ở đây bây giờ tứ chứng pha lô mình nói để mình dễ hiểu, và cái tên nó mang tính lịch sử, nhưng mà có thể nó cái tổn thương của nó chỉ là một, là duy nhất, đó là do cái lịch lạc trong quá trình tạo cái vách nón. Cái vách nón nó không chia đều mà nó bị lịch ra phần trước, cho nên nó gây nên tất cả những cái bốn cái tổn thương nó như vậy. Thì ở đây là cái hình này các bạn hơi có thấy, thì nếu như chúng ta chụp, đây là chúng ta đưa cái catheter này vào trong cái tĩnh mạch chủ dưới, và chúng ta đi vào nhĩ phải đây và vào cái thất phải. Chúng ta chụp thì chúng ta thấy thất phải, và lẽ ra cái động mạch chúng ta chụp thì chúng ta thấy này, ngay chỗ này cái vách mà chỗ mà đen đen ngay cái mũi tên này, chúng ta thấy đó là cái conus. Cái conus lẽ ra nó nằm phía dưới này, bây giờ nó lịch ra một phía đằng trước, cho nên nó làm hẹp cái đường thoát này, nó còn lại mỏng như sợi chỉ như thế này. Chúng ta thấy rất là hẹp. Và chính vì lý do đó mà các bạn thấy trên lâm sàng đôi khi vì một lý do này sợ sệt và thiếu oxy hoặc là đau đớn thì nó sẽ kích thích cái đáp ứng giao cảm, và nó làm cho chỗ này nó càng hẹp hơn nữa, và lúc đó đứa trẻ nó có thể hoàn toàn không có máu lên trên động mạch phổi, và lúc đó đứa trẻ nó rơi vào cơn tím gọi là death spell. Ở đây là cái hình siêu âm, thì chúng ta thấy cái hình này thì lát nữa, cái hình này là hình mang tính lịch sử thôi, cho nên chắc chắn là nó không đẹp bằng mấy cái hình sau của tôi. Các bạn thấy ở đây là thông liên thất, cái vách nón nó lịch ra đằng trước, nó gây nên hẹp cái đường thoát thất phải đó, RVUT nó hẹp đây. Thì đây là cái hình mà lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều. Như vậy đó là cái tứ chứng pha lô. Chúng ta nhắc lại, tứ chứng pha lô bây giờ mình nói là cái tổn thương đầu tiên của nó chỉ là do lịch cái vách nón, chuyện đó quan trọng để biết. Nhưng mà đối với các bạn, đặc biệt là khi chúng ta làm siêu âm, hoặc là đối với bạn sinh viên, thì chúng ta nói tứ chứng pha lô, đã nói tứ thì phải có bốn, đúng không? Một là thông liên thất lớn, hai là động mạch chủ cưỡi ngựa, thứ ba là hẹp cái đường thoát của thất phải, hay chúng ta gọi còn có thể gọi là hẹp cái động mạch phổi đi, và thứ tư là phì đại thất phải. Như là bốn cái chúng ta gọi là tứ chứng pha lô. Rồi dù cái chỗ này nó có hẹp tới mức độ nào nữa, ví dụ đây là rất là hẹp, đây là hẹp vừa vừa, thì bao giờ trong tứ chứng pha lô vẫn có sự thông thương giữa cái thất phải lên động mạch phổi, dù ít nó vẫn có thông thương. Cho nên khi mà nó có thông thương như vậy, nó chỉ gọi là hẹp thôi, chúng ta gọi là tứ chứng pha lô. Còn nếu như giả sử như cái này mà nó lịch qua đây luôn, nó bít tắc hoàn toàn luôn, không có máu lên động mạch phổi, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái bệnh lý khác, mà nó coi như là một cái phổ, trong một cái phổ bệnh lý nặng, từ nhẹ đến nặng như vậy. Thì tứ chứng pha lô có thể là tứ chứng pha lô rất là nhẹ đến tứ chứng pha lô rất là nặng, và thậm chí nặng hơn, thì chúng ta sẽ có teo van động mạch phổi luôn. Tức là cái động mạch phổi này lúc này bây giờ nó không còn dòng máu đi qua nữa, thì lúc đó chúng ta gọi là cái teo van, hoặc là bất sản. Tôi thích chữ bất sản hơn, nhưng mà ở Việt Nam thì thường là dùng chữ teo hoặc là chữ teo thịt nữa mới ghi. Cho nên bây giờ các bạn dùng chữ nào cũng được, nhưng mà cái ý nghĩa đằng sau nó là không có dòng máu đi qua cái van động mạch phổi này. Thì cái thường các bạn sẽ, nếu các bạn nào mà học theo cái trường phái của Pháp, mà đặc biệt là chúng ta đa phần là học trò từ viện tim ra, cho nên thường chúng ta sẽ dùng chữ abso. Theo tiếng Pháp, abso là atresi pulmonaire avec septum ouvert, là chữ abso. Có nghĩa là gì? Bất sản van động mạch phổi, tức là teo van động mạch phổi mà có cái vách liên thất nó mở. Có nghĩa là vách liên thất mở nghĩa là gì? Là có thông liên thất. Có nghĩa là ở đây là sao? Nó giống y như tứ chứng pha lô, nhưng nó nặng hơn. Có nghĩa là pha lô thì có dòng máu qua, còn ở cái PAVSD, tiếng Anh thì nó dễ hơn PA, tức là teo van động mạch phổi có thông liên thất.
thì PAVHD này thì hoàn toàn là không có dòng máu đi qua. Và trong cái phổ bệnh lý của cái bệnh này là không có dòng máu đi qua, thì nó cũng lại có một cái phổ từ nhẹ đến nặng. Nếu chúng ta thấy nhẹ nhất là cái type 1, các bạn hay gọi là abso type 1 hay là PAVHD type 1, thì dù dòng máu thất phải nó không lên động mạch phổi, nhưng ở đó chúng ta có thể vẫn thấy được cái cấu trúc van, chúng ta vẫn có thể thấy được cái thân động mạch phổi, thân động mạch phổi, và dĩ nhiên hai nhánh động mạch phổi này nó hoàn toàn nó hợp lưu, tức là nó nối với nhau, nó nối với thân động mạch phổi. Và cái máu ở nuôi cho cái phổi này chủ yếu là qua cái ống động mạch ở đây. Nếu mà nó nặng hơn nữa, nặng hơn một xí nữa là nó không có cái van luôn, không có cái thân luôn, nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn thấy là hai động mạch phổi này nó sẽ nối với nhau, nó có cái hình giống như là con chim hải âu đây, nó gọi là seagull sign, tức là con chim hải âu đây, nó dang cánh nó bay như thế này. Thì lúc này có thể máu nó tưới cho cái phổi là qua ống động mạch, nhưng mà cũng có thể nó tưới qua một số cái tuần hoàn bằng hệ, mà nếu tuần hoàn bằng hệ mà nó lớn chúng ta gọi là MAPK. Nặng hơn nữa thì hai cái này nó không nối với nhau mà nó lại đứt đoạn ra, và một nhánh có thể từ động xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ, nhưng nó vẫn giữ được cái hình thái giống giống như là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. Còn nặng hơn nữa là chúng ta không thấy gì luôn, chúng ta thấy toàn bộ cái phổi đó được nuôi bởi những cái mạch máu rất là nhỏ, nó xuất phát từ động mạch phổi, động mạch chủ, và hoàn toàn không có cái dòng máu gì từ động mạch phổi lên. Và chúng ta với cái thể này là hầu như sẽ không phẫu thuật được, thể này cực kỳ khó khăn, thể này khó hơn. Như vậy là đó là cái thể nặng của tuyến chứng pha lô, chúng ta nói như vậy. Rồi về sinh lý bệnh thì như nãy chúng ta có nói rồi, thông liên thất là gần như nó luôn luôn lớn. Do vậy đối với các bạn sinh viên thì thường thường các thầy đi vô hỏi thầy là trong tuyến chứng pha lô thông cái tiếng thổi đó là do cái gì, thì các bạn thường rất là nhanh, thông liên thất có tiếng thổi, cho nên các bạn sẽ nói thông liên thất đó là cái tiếng thổi trong tuyến chứng pha lô là do thông liên thất. Không có, trong tuyến chứng pha lô tiếng thổi không phải là do thông liên thất mà nó do hẹp phổi. Do vậy các bạn đừng có, mình nhắc để các bạn vô hỏi thi đừng có bị bẫy mấy thầy bẫy vô này, tôi làm thầy mà cho nên tôi cũng biết hay bẫy vô này, để coi thử các bạn có hiểu cái vấn đề hay không. Thứ hai nữa là cái hướng và cái lượng máu lên phổi nó phụ thuộc vào cái mức độ hẹp phổi. Cái này thì cũng dễ thôi, tức là nếu như chúng ta hẹp ít ít thôi thì máu lên phổi rất là nhiều, chúng ta lúc đó chúng ta có thể gọi là pink phalo, tức là phalo hồng. Còn nếu mà nó hẹp thiên về cái cực của tay van động mạch phổi thì dĩ nhiên cái lượng máu lên phổi cực kỳ ít, và đa phần máu nó từ tĩnh mạch chủ trên chủ dưới xoang vành nó về bên phải thì nó phải đi qua cái lỗ thông liên thất, và lúc này nó đi ra bên ngoài thì nó càng gây tím. Và thường thì trong cái thời gian sơ sinh thì ít khi nó tím, dĩ nhiên với trường hợp nó quá nặng thì chắc chắn nó sẽ tím, chứ không thể nào mà mình nói là pha lô là trong mấy tháng đầu là nó không tím, nhưng mà nhìn chung là trong những tháng đầu có thể là nó không tím. Với những trường hợp bây giờ thì các bạn sẽ thấy rất là ít, nhưng mà chỉ cách đây khoảng 10 năm thì các bạn gặp rất là nhiều cái cơn tím, tên gọi là test spell, là tetralogy spell. Thì đứa trẻ đó tự nhiên tím như vậy, nhưng mà vô gặp bác sĩ sợ quá, tim đập nhanh lên, tăng tiết adrenaline ra, co thắt luôn, tắt luôn cái đường thoát lên phổi. Và lúc đó đứa trẻ bật ngửa ra, hoặc là những đứa trẻ nào mà nó lớn, nó quen, nó hiểu vấn đề đó rồi thì nó sẽ tìm một cái tư thế, mà thường là những cái tư thế đó là tư thế đứa trẻ nằm sấp lại, co người vào trong gối để làm gì? Nó tăng cái kháng lực của động mạch chủ để nó làm đẩy máu lên động mạch phổi. Thì đó là cái tư thế người ta gọi là tư thế cầu nguyện á. Hoặc là nếu như mà nó không kịp đưa qua tư thế cầu nguyện mà nó thiếu oxy não thì chắc chắn là nó sẽ ngất. Thì cơn tím này bây giờ các bạn sẽ rất là khó thấy. Bởi vì mình đã phát hiện sớm, mình điều trị sớm hết rồi, cho nên rất là khó thấy. Chứ còn cái thời mà tôi nội trú thì xử trí cơn tím là như hầu nào tối nào cũng có nha. Thì với cái tình trạng nếu như chúng ta không phẫu thuật thì cái thiếu khí mãn tính đó nó sẽ kích thích, nó làm cho cái tủy xương tăng sinh hồng cầu, cho nên gây đa hồng cầu. Đa hồng cầu thì chắc chắn nó sẽ gây nên tắc mạch. Và nếu như tắc mạch ở một cái vị trí nào đó, ví dụ tắc mạch ở cái mạch treo đi, thì có thể đứa trẻ có thể đau bụng không giải thích được,
Nếu nó tắc mạch ở não, nó nhỏ thì không sao, nhưng mà tắc mạch đó có thể nó gây nên có một vi khuẩn nào đó nó đang đi lang thang, nó thấy cái chỗ tắc mạch, cái tới nó trú ngụ đó và nó tạo nên một áp xe. Ban đầu thì có thể là áp xe vô khuẩn, nhưng mà sau đó nó có thể tạo nên áp xe hữu khuẩn. Và bây giờ thì các bạn sẽ không thấy, nhưng mà hồi trước thì chắc chắn. Hồi trước là chúng tôi kinh nghiệm cái gì? Vô một đứa trẻ bị hơi nóng, vô mà có triệu chứng thần kinh định vị, khám mà thấy ngón tay ngón chân dùi trống tím, chẳng đoán luôn là áp xe não, mà đem đi chụp CT, hù mấy em Y4, Y6 là coi như lé mắt luôn. Bác sĩ này quá giỏi, mình chẳng đoán áp xe não, mình chỉ cần nhìn qua một cái là nói áp xe não. Nhưng nó là cái bệnh lý nó như vậy. Rồi, giờ quay trở lại cái luồng máu. Thì chúng ta thấy bây giờ ta bắt đầu tĩnh mạch chu trên, tĩnh mạch chu dưới, máu về nhĩ phải. Máu về nhĩ phải thì nó sẽ xuống cái thất phải. Và xuống thất phải thì vì chỗ này, tứ chứng pha lô chỗ này nó rất là hẹp. Đây là người ta vẽ cái màu đen đen này, nó biểu diễn của cái conus, nó rất là hẹp. Thì cái lượng máu này nó sẽ đi không đi qua đây nhiều được, nó không lên phổi nhiều được. Và chính vì lý do đó mà nó sẽ một phần sẽ đi qua phía bên trái. Và qua phía bên trái cộng với cái máu từ phổi vốn ít ỏi, nó trở về đây và nó bơm lên động mạch chủ. Và như vậy chúng ta thấy ở đây có sự trộn máu. Và chính vì lý do đó ở động mạch chủ cũng có sự trộn máu, giữa cái máu được làm mới qua phổi, lượng máu đó chúng ta biết nó rất là ít, bởi vì máu lên phổi ít thì máu về đây cũng ít. Còn cái lượng máu này là lượng máu bình thường, nó lên đây và nó gây nên trộn máu. Do đó cái oxy, cái bảo hộ oxy trong máu ngoại biên nó sẽ giảm. Chính vì lý do đó mà chúng ta sẽ có cái tình trạng bị tím. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái lỗ thông liên thất rất là lớn, không bao giờ có tiếng thổi mà qua chỗ này nghe thanh. Tiếng thổi là bởi vì cái dòng máu qua chỗ này nó quá hẹp, do vậy chúng ta nghe tiếng thổi là tiếng hụt do cái hẹp phổi ở chỗ này. Rồi, như vậy đó là lý do vì sao mà tứ chứng pha lô nó lại tím. Tím là bởi vì cái lượng máu lên phổi ít. Thứ hai là vì nó trộn máu ở ngoại biên cho nên nó gây tím. Rồi, cái chẩn đoán của tứ chứng pha lô thì sao? Trong giai đoạn sơ sinh, nếu như mà trường hợp nó nhẹ, pink pha lô, thì có thể là mình sẽ không phát hiện được. Thường nhất là đứa trẻ nếu mà về nhà rồi đó, sau đó bị tím và người nhà sẽ đưa đi bác sĩ khám, khám tới khám lui gì đó, cuối cùng siêu âm tim. Bởi vì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cái siêu âm tim và sẽ phát hiện. Còn một số đứa trẻ nó tím ngay sau sinh thì lúc đó mình sẽ phải bắt buộc phải dùng cái prostaglandin, chúng ta giữ cái ống động mạch, hoặc là chúng ta phải phẫu thuật PTCN, cái mà chúng ta sẽ nói chính trong ngày hôm nay. Hoặc là bây giờ chúng ta có thể đặt stent vô cái ống động mạch để giữ cho cái luồng máu lên phổi nhiều. Thì đây là một cái biểu hiện khác mà hiện giờ chúng ta sẽ thường gặp. Trong một số trường hợp rất là hiếm, đứa trẻ nó ít tím, một đứa trẻ mà có tứ chứng pha lô hoặc là teo van động mạch phổi thông liên thất mà nó ít tím thì cái điều đó coi chừng. Nếu như chúng ta thấy cái động mạch phổi mà nó hẹp mà đứa trẻ nó ít tím thì coi chừng là tưới máu cho phổi là do cái tuần hoàn bàn hệ chủ phổi rất là nhiều. Và trường hợp này thì phẫu thuật sẽ rất khó hơn nhiều so với một đứa trẻ nó tím vừa 82% SpO2. Nếu như mà cái động mạch phổi nó hẹp hoặc nó teo mà đứa trẻ đó có SpO2 là khoảng 90-95 thì cái đứa đó là cực kỳ mệt mỏi, là bởi vì cái máu nó đi từ trực tiếp từ động mạch chủ qua phổi rất là nhiều. Và trong trường hợp đó chúng ta phẫu thuật sẽ rất là khó. Thì hiện nay chúng ta sẽ phát hiện trước sinh được nhờ siêu âm tim bào thai. Thì cái bây giờ cái này nó cũng không phải là quá khó, rất nhiều nơi làm được. Thì đó là cái chẩn đoán. Vậy thì cũng từng bước chúng ta thấy lâm sàng là gì. Thứ nhất, cái trẻ có tím, tím rất là rõ, tím trung tâm, le cái lưỡi ra thấy tím như thế này. Cái này nó không phải ăn móc hay ăn trăm gì mà nó tím, cũng không phải dùng môi sâu Hàn Quốc, tím là tím tự thân nó tím. Nếu nhìn vào đây chúng ta thấy cái móng tay, cái ngón tay nó dùi trống ở đây, rõ ràng là một người thiếu khí rất là lâu. Và vì chính vì thiếu khí cho nên những cái mạch tận ở bên dưới, mạch máu tận ở bên dưới chỗ cái gọi là cái giường mạch ở bên dưới cái móng tay này, nó sẽ tăng sinh và tăng sinh lên. Và cuối cùng chúng ta sẽ có được, nếu nhìn trên này á, thì nó giống như là khum hình mặt kính đồng hồ. Còn cái móng tay này nó to ra như cái dù trống, cho nên gọi là móng tay thì khum mặt kính đồng hồ.
hoặc là cái ngón tay thì giống cái hình dùi trống, và đây là một trong những cái trường hợp có đứa trẻ có thể ngất hoặc là cái tư thế nó là trong cái cơn tím ngất do pha lô. Thì cái lâm sàng nó cũng không có gì khó, các bạn có thể nghe giống như nãy tôi nói rồi, nghe có thể có tiếng thổi. Trường hợp đứa trẻ vào rất là tím, nghe tiếng thổi, sau đó đứa trẻ ngất mình không nghe tiếng thổi nữa, thì có nghĩa là cái dòng máu liên phổi nó bị tắc, nó co bóp hoàn toàn, không còn nghe tiếng thổi nữa, nó quá nặng. Giống như bạn thấy hen phế quản mà còn nghe tiếng ran riết thì còn có thể, mà tự nhiên cái phổi nó câm luôn, qua chừng là bệnh nhân sắp đi luôn. Thì đó là về lâm sàng. Một cái dấu hiệu thì X quang thì chúng ta thường hay nói đó, tức là cái tim hình hia, ngoài Bắc là tim hình hia, trong này thì gọi tim hình ủng, cơn sabo hoặc là boot shaped heart. Thì chúng ta thấy cái tim nó như thế này, vì sao nó có cái hình giống như cái mũi giày như thế này, như cái ủng như thế này, bởi vì ở cái cung chỗ này á, các bạn thấy ngay cái vùng này là bình thường cái động mạch phổi của nó sẽ gây mờ chỗ này, nhưng bây giờ cái động mạch phổi nó bị teo nhỏ cho nên cái cung này nó sẽ không có nữa, và rất đột ngột chúng ta thấy tự nhiên xuống như này, nó lật ra như này, nó giống như là cái rác nhát rìu mình chặt vô cây, nó bực ra như thế này, mình chặt cái nhát rìu, mình chặt chặt ngang một cái xong đó mình chặt hình chêm á, thì đây đừng có gọi là cái dấu, đây gọi là dấu nhát rìu, đúng không? Cái dấu nhát rìu là ngay cái góc này. Vì sao cái mõm tim nó hất lên là bởi vì chúng ta biết đây là cái thất trái nha, còn cái phần này là cái thất phải, và cái thất phải đó chúng ta biết vì sao phì đại dày giãn, cho nên nó đội cái mõm tim lên như thế này, cho nên chúng ta sẽ thấy có cái tim nó giống như cái hình ủng, hình ủng mà giống như các bạn coi trong truyện tranh thời nhà Trần thì lúc đó nó mới có cái hình ủng kiểu này, ngút ngút lên như thế này, và đây người ta bỏ cái ủng vô để các bạn thấy giống giống như cái ủng. Thì đó là cái tứ chứng pha lô, cái tim hình ủng. Còn ECG thì chúng ta thấy ví dụ như ở đây một cái sóng R đơn độc như thế này của V1, V2, chúng ta thấy rõ ràng là do cái dày thất phải. Như vậy chúng ta có lâm sàng, chúng ta có X-quang, chúng ta có ECG, nhưng mà chúng ta cũng chỉ ước đoán thôi, cũng không thể nào mà biết được. Vậy thì muốn nhìn thấy rõ nó giống như là như nãy chúng ta nói, như là cái hình mà giải phẫu bệnh, thì chúng ta cần phải đến một cái công cụ cực kỳ quan trọng, đó là siêu âm tim. Ngày nay siêu âm tim càng ngày với cái độ phân giải càng tốt, với cái kinh nghiệm của người làm càng tốt, thì cái siêu âm tim cái vai trò nó cũng cực kỳ quan trọng. Giống như bản thân tôi hồi mới đầu vào làm tứ chứng pha lô thì hầu như để kiểm định lại mình thì bao giờ cũng nhờ CT để chụp gì, chụp mình coi các nhánh động mạch phổi như thế nào. Còn càng ngày lên thì hầu như rất là ít trường hợp mà chúng tôi yêu cầu chụp CT. Cho đến bây giờ thì chụp CT hầu như là không có nữa. Mà chỉ khi nào mà chúng tôi không phát hiện được mạch máu ở trong phổi thì lúc đó chúng tôi chỉ định luôn là thông tim chụp mạch máu, chứ còn không có chụp CT nữa. Cái vai trò CT nó sẽ giảm xuống, nhưng mà nó vẫn còn trong một số trường hợp như sau này chúng tôi sẽ nói. Vậy thì khi mà siêu âm tim thì chúng ta sẽ nói qua bốn cái tổn thương của tứ chứng pha lô. Cái đầu tiên chúng ta vẫn đi qua thông thiên thất. Thì như vậy các bạn thấy thông thiên thất bao giờ cũng là lỗ thông thiên thất lớn. Và cái màu ở đây, đây là thất phải nha. Thất phải ở đây các bạn nhìn thấy có thể nó rất là dày. Và đây là lỗ thông thiên thất, thường là thông thiên thất quanh màng cũng có, cũng có thể là thông thiên thất bằng phễu. Ở đây là cái đây chúng ta gọi là vách nón đây. Thì cái màu đây là màu xanh, cho nên nó đi từ bên phải qua bên trái. Thì đó là cái thông thiên thất. Thứ nhất, tổn thương thông thiên thất rất là dễ gặp, dễ thấy. Nếu mà mặt các cảnh ứng trục dọc thì chúng ta cũng thấy đây là thông thiên thất lớn và cái màu nó đi rất là rõ, màu từ bên phải qua bên trái. Thực sự cái hình này chúng tôi lấy là bởi vì đây là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi làm rất là lâu rồi, mà muốn giữ lại như là kỷ niệm. Chúng ta thấy đây là cái màu xanh nó đi xuống và cái động mạch chủ nó khá là giãn như thế này. Rồi, thông thiên thất dễ hiểu, cái động mạch chủ của người thì cái động mạch chủ của người tiếng Anh chúng bạn các bạn thấy sẽ có chữ là overriding aorta. Overriding thì mình cởi lên thôi, nhưng mà thường chúng ta dịch chữ động mạch chủ của người là bởi vì nó lấy từ tiếng Pháp, nó gọi là chevauchement. Tiếng Pháp là có cheval là của ngựa, mà chevauchement có nghĩa là mình cởi ngựa. Vậy thì đây là cởi ngựa, đây là cheval, còn cái cô này là đang cởi ngựa. Dĩ nhiên bên kia mình không thấy, như đây có một cái chân ở phía bên trái của ngựa, chân này bên phải của ngựa. Và các bạn tưởng tượng con ngựa này, nếu như bạn tưởng tượng nó giống như là một cái vách liên thất, thì cái động mạch chủ này lúc này nó không nằm ở phía bên kia nữa, nó không nằm phía bên trái của người nữa, mà nó nằm cả hai bên.
Cho nên chúng ta có động mạch chủ cưỡi ngựa. Câu tiếng Anh thì nó overriding, nó không bắt buộc phải cưỡi ngựa. Thì chúng ta có thể cưỡi con đà điểu, thì nó cũng là cưỡi, tức là bên kia cũng có cái chân bên trái con đà điểu, bên này cũng có cái chân bên phải con đà điểu. Còn có nhiều hình, tôi lấy cái hình Harley Davidson, có nhiều cô gái rất là sexy cũng có thể overriding lại, nhưng mà vì hôm nay là cái bài giảng, các bạn có thể thu lại, cho nên bữa sau nó tôi không đàng hoàng, cho nên tôi bỏ cái hình đó rồi. Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng được cái hình mấy cô gái đó, hoặc là các bạn check trên mạng rất là dễ. Davidson, Harley Davidson sexy girl là nó sẽ ra những cái hình mà overriding như vậy. Rồi, quay trở lại cái bài giảng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái overriding như thế này. Nếu mà động thì các bạn sẽ thấy đây, đây là vách liên thất, đây là động cái thất phải phía trước, dày thất phải rất là rõ, đây là cái thất trái phía sau, nhĩ trái. Và như vậy cái động mạch chủ nó nằm, nó vắt qua từ bên trái qua bên phải đây, bạn thấy không? Lẽ ra cái phía này của động mạch chủ này nó phải nằm ở chỗ này, nhưng bây giờ thì nó là lịch qua bên kia, là bởi vì chúng ta qua cái hình này, ở đây nó có cái vách nón đây, lẽ ra cái vách nón này nó phải xong, nó thẳng ở chỗ này, thì cái động mạch chủ nó phải bị đẩy về phía bên trái như là chuyện bình thường. Còn bây giờ cái vách nón nó bị lịch qua phía bên kia, cho nên nó kéo cái động mạch chủ đi theo, và chúng ta thấy nó làm cho cái đường thoát thất phải chỗ này rất là hẹp, còn cái động mạch chủ thì bị kéo qua bên kia. Và như trong cái thông liên thất chúng tôi có giải thích rồi, trong quá trình bào thai thì cái vách liên thất nó sẽ đi lên và cái nón, vách nón nó sẽ đi xuống, nó sẽ gặp nhau. Nhưng bây giờ các bạn thấy này, cái này nó hướng qua kia, cái này nó hướng qua này, cho nên nó sẽ không gặp nhau, do vậy nó gây nên cái thông liên thất khá là lớn, động mạch chủ cưỡi ngựa hẹp phổi và thất phải dày. Thì đó là lý do vì sao người ta gọi là cái monology. Thì đây là động mạch chủ cưỡi ngựa, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái động mạch chủ này nó không lệch hẳn về phía bên kia, có nghĩa là cái chân phải, chân trái nó vẫn còn nằm trên con ngựa. Còn nếu như mà nó không nằm trên con ngựa nữa thì lúc đó chúng ta sẽ có cái bệnh lý khác. Ví dụ như bây giờ con ngựa đây mà cái người cởi đây, hai chân đây, thì chúng ta sẽ thấy tưởng tượng đây. Ví dụ như đây là cái vách liên thất, phải không? Đây là thất trái, đây là thất phải, và đây là cái động mạch phổi, động mạch chủ. Thì rõ ràng là cái động mạch phổi với động mạch chủ này nó nằm hẳn về phía bên thất phải, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái thất phải hai đường thoát. Một trong những cái tiêu chí nó như vậy, không phải là nó hoàn toàn đúng nhưng mà tiêu chí như vậy. Vậy thì trên siêu âm chúng ta sẽ thấy như này, đây cái động mạch chủ bây giờ nó không có cởi ngựa nữa mà nó nằm hẳn qua phía bên kia luôn. Đây là thất phải, thấy không? Động mạch phổi chỗ này, ở đây thì cái động mạch thất phải hay đường thoát nhưng mà nó có chuyển vị để động mạch nữa, nó phức tạp, cho nên chúng tôi chỉ nói ở cái động mạch chủ thôi. Động mạch chủ bây giờ đây là vách liên thất nha, động mạch chủ gần như nó lọt qua bên kia luôn, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái DORV, tức là cái thất phải hay đường thoát. Hy vọng là với những cái hình ảnh như vậy các bạn sẽ phân biệt được cái động mạch chủ cưỡi ngựa là gì, cái động mạch chủ thất phải đường thoát là gì. Thì đó là cái tổn thương thứ hai trong tứ chứng pha lô. Thứ nhất là thông liên thất, thứ hai là động mạch chủ cưỡi ngựa. Bây giờ chúng ta nói về cái tổn thương thứ ba, đó là hẹp phổi. Vậy thì hẹp phổi tại đây chúng ta thấy rất là rõ với cái mặt cắt của những người mà thường không quen mà lộ ngược hình á, thì cái mặt cắt này các bạn sẽ dễ nhận thấy hơn. Đây là mặt cắt cảnh ức trục ngắn, hơi điều chỉnh một chút. Thì chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ rất là to, cái động mạch phổi nhỏ như thế này, và nó hẹp, hẹp động mạch phổi trái, động mạch phổi phải. Nếu như chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta sẽ thấy cái màu nó khảm hết, khảm sờ cừ ra hết, khảm hết. Thì đó là bởi vì nó tăng tốc ở trong này. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp hẹp tại van, chỗ này rất là rõ, và ngay dưới đây nó có hẹp dưới van, nó hẹp tại van động mạch phổi, và chúng ta thấy nó cái màu nó bắt đầu nó xuất phát từ ngay chỗ này, và ở chỗ này nó lại tăng tốc thêm một lần nữa, và chúng ta thấy đây là một trong trường hợp, những trường hợp là hẹp phổi dưới van và tại van. Tuy nhiên chúng ta thấy cái cấu trúc của van nó vẫn còn rất là rõ nha, cái thân động mạch phổi khá là tốt và cái hai nhánh động mạch phổi này nó hợp lưu. Như vậy bệnh nhân này có thể mổ một cách tương đối là an toàn và dễ dàng. Phẫu thuật viên thì thấy những cái này thì tương đối là thích. Hoặc là chúng ta thấy ở đây nó hẹp rất là nhiều chỗ, ở chỗ này hẹp rất là dữ, ở ngay dưới van, cái van ở chỗ này
và chúng ta thấy hẹp ngay từ cái chỗ này rồi. Nhưng mà may mắn dưới van, tại van có hẹp sơ sơ, và trên van chúng ta thấy ngay chỗ này nó có vòng sơ thắt chỗ này, kiểu thắt eo chỗ này, thì chúng ta thấy là hẹp rất là nhiều chỗ. Nhưng may mắn là động mạch phổi trái, động mạch phổi phải nó vẫn hợp lưu, như cái hình bên này chúng ta thấy hợp lưu, và cái kích thước nó tương đối tốt, thì dù gì đi nữa chúng ta vẫn có thể phẫu thuật được. Cái khó nhất là khi mà chỗ này mà nó không hợp lưu hoặc là nó quá nhỏ. Một hình khác chúng ta có thể thấy, song song chúng ta thấy là cái màu nó bắt nguồn từ tít ở dưới này và nó tăng tốc lên tới trên này, thì nó hẹp rất là nhiều cái vị trí. Thì đôi khi chúng ta siêu âm thì chúng ta phải nói rất là rõ là hẹp ở vị trí nào, chứ phẫu thuật viên mà không nói trước thì họ sẽ vào rất là khó. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn nhiều lúc các bạn nghĩ là khi mà vào trong phẫu thuật thì mình mở ra cho nên mình thấy hết, thực sự nó không phải vậy. Mình mở cái ngực ra nhỏ rồi, mình mở cái tim ra một xí nữa nên qua cái lỗ đó nó rất là khó để mà thám sát hết toàn bộ cái tổn thương. Do đó cái vai trò cực kỳ quan trọng của người làm siêu âm là phải chỉ cho người ta thấy, cho phẫu thuật viên thấy trước mổ cái tổn thương nó như thế nào, để phẫu thuật viên họ, một là họ biết cái kế hoạch phẫu thuật như thế nào, thứ hai nữa tùy vào mức độ khó đó mà người ta phân cho một bác sĩ có kinh nghiệm hay là một bác sĩ ít kinh nghiệm hơn, và người ta không cho một bác sĩ không có kinh nghiệm mổ. Thì ở nước ngoài thì đa phần á, là bác sĩ nội nhi sẽ quyết định gửi cho ai. Ở Việt Nam thì tùy theo cái trung tâm, ví dụ trung tâm của chúng tôi là làm từ cái khoa phẫu thuật tim cho nên thường thì bác sĩ và phẫu thuật viên sẽ có quyền nhiều hơn. Nhưng mà có quyền gì thì có quyền, chúng ta vẫn phải là teamwork. Thì bác sĩ, cái nhiệm vụ của người làm siêu âm là làm sao đó cung cấp tối đa những thông tin có lợi và bất lợi để cho phẫu thuật viên họ cân nhắc, họ đưa ra cái quyết định điều trị đúng. Như ở đây chúng ta thấy một trường hợp nữa là một cái hình hẹp. Chúng tôi muốn để ý cho các bạn thấy làm sao đó cắt được như cái hình như thế này thì có nghĩa là bạn đạt đến một cái level khá tốt trong cái siêu âm tim bẩm sinh. Và đó là hình ảnh 2D màu. Thì thường thì chúng ta có thể bỏ cái Doppler liên tục vào, chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta thấy cái hình này nó vận tốc của nó là khoảng 500 cm giây. Ở đây mình đo là cái trên áp 100, nhưng thực sự ra hôm nay tôi sẽ không nói về cái sự sai lệch khi mà chúng ta lấy cái này là trên áp, bởi vì nó liên quan tới cái công thức Bernoulli, nếu lần sau chúng ta sẽ nói. Còn ở đây chúng ta thấy là cái vận tốc nó 500 là rất là cao. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái phổ chùm lên trên này, có phổ thứ nhất và cái phổ thứ hai. Cái phổ thứ hai này nếu mà chúng ta làm rõ hơn nữa, kéo dài xuống dưới nữa, thì nó giống như là cái hình của cái phi đao, nó gọi là dagger shape. Tức là các bạn coi thập diện mai phục thì các bạn sẽ thấy phi đao như thế nào. Thì cái mũi này là mũi đao. Thì như vậy có hai cái phổ khác nhau, nó chồng lên nhau, thì ít nhất đã có một chỗ hẹp. Cái phần này là phần hẹp phễu, còn cái phần này là cái phần hẹp phổi. Chúng ta có thể thấy được ở trên cái hình này. Rồi khi mà các bạn không phát hiện được hẹp phỉu nhưng mà bạn nhìn thấy cái này thì chắc chắn các bạn phải quay trở lại để coi thử phỉu nó hẹp như thế nào, bắt buộc, bởi vì có hai cái phổ trong đó thì các bạn phải tìm ít nhất là có hai cái tổn thương. Vậy thì từ nãy giờ chúng tôi chỉ đưa cái hình mà theo cái thông thường các bạn thấy, nhưng mà đối với người làm tim bẩm sinh thì cái hình ngược lại và cái hình dưới sườn mới là cái hình mà phẫu thuật viên mê nhất. Vậy thì đây là cái hình dưới sườn. Các bạn thấy nó đúng y như là cái vị trí trái tim ở trong lồng ngực của bệnh nhân, và phẫu thuật viên có thể tưởng tượng rất là dễ. Ở đây chúng ta thấy thông liên thất rất là lớn, cái này cái chỗ này là nó dày lên, và đây là cái conus. Cái mà nãy tôi nói là sách giáo khoa, còn chỗ tôi thì đẹp hơn đây, cái conus chỗ này. Và đây là cái đường hẹp, đường thoát hẹp. Đây là cái van động mạch phổi. Đây nếu bạn thoáng qua bằng nhìn vào chỗ này sẽ có động mạch phổi phải. Thì đó là cái hình mà phẫu thuật viên họ nhìn vào, họ không cần phải xoay cái tưởng tượng của họ gì hết, cứ nhìn như thế này thì tim của bệnh nhân là như thế. Hoặc là chúng ta có thể bỏ màu vào, chúng ta thấy rõ ràng là cái màu nó đi như thế này, nó hẹp chỗ này và nó qua cái động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. Thì đó là cái hình mà khi mà làm siêu âm tim bẩm sinh chúng tôi luôn làm, đặc biệt là trong cái tứ chứng pha lô. Rồi, nó giống như cái hình chụp trong DSA. Thậm chí một cái bệnh lý khác chúng ta có thể siêu âm và chúng ta thấy phát hiện ngay. Ở này chúng ta không thấy thông liên thất nhưng chúng ta thấy được một cái chỗ hẹp rất là nặng.
coi như là cái tim phải này nó chia thành hai buồng, một buồng và hai buồng. Đây là một bệnh lý không phải tiêu chứng phổ lô, mà nó là thất phải hai buồng hoặc là tim ba buồng thất. Đây là cái cực kỳ quan trọng để cho người ta thấy, người ta tiên lượng được từ cái van động mạch phổi xuống đây hoặc là từ nhĩ nó vào đây như thế nào. Đó là cái mà cách ở dưới sườn mà các bạn làm tim bẩm sinh thì luôn luôn bắt buộc phải làm. Đó là cái tổn thương thứ ba. Và tổn thương thứ tư thì dễ rồi, phi đại thất phải thì nó quá dễ. Các bạn nhìn vào đây bạn thấy thông thường thì cái này nó phải nhỏ hơn cái này, thất phải phải nhỏ hơn thất trái, còn ở đây chúng ta thấy thất phải giãn hơn, dày hơn. Và đó là cái hậu quả của hẹp van động mạch phổi. Thì đó là bốn cái tổn thương. Tuy nhiên chúng ta mô tả bốn tổn thương đó chưa đủ, chỉ đủ để chẩn đoán tứ chứng pha lô nhưng mà chưa đủ trong một cái trường hợp mổ. Vậy thì chúng ta phải tìm thêm những cái tổn thương khác, đặc biệt là chúng ta phải coi cái động mạch phổi này nó có hợp lưu hay không, cái kích thước nó có tốt hay không. Bởi vì khi mà kích thước nó tốt thì chắc chắn là cái việc phẫu thuật nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. So với cái hình phía trước với cái hình này thì các bạn thấy rõ ràng là cái động mạch phổi đây nó rất là nhỏ so với động mạch chủ này. Cái động mạch phổi bên này nó tí ti. Thông thường những đứa trẻ mới sinh ra cái tiếng ức nó còn lớn như này, mấy đứa trẻ còn đây là sơ sinh thì cái động mạch phổi nó phải ít nhất là nó bằng cái động mạch chủ, mà thông thường nó to hơn. Mà ở đây chúng ta thấy cái động mạch chủ như thế này, động mạch phổi nhỏ như thế này thì rất là xấu rồi. Và chúng ta phải đo cái động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, thường thì đo trước chu chia. Bởi vì khi chúng ta làm chụp cái mạch máu thì chúng ta sẽ thường tính cái hoặc là McGuinn hoặc là Nakata Index. Thì ở đây là chúng ta sẽ đo theo cái kiểu như vậy để chúng ta có thể tính được, biết được cái động mạch chủ, động mạch phổi nó lớn như thế nào. Thì đây là mặt cắt trên hõm ức. Một số trường hợp khác chúng ta biết là có thể khoảng, tính tôi không nhớ chắc, nhưng mà khoảng 5% bệnh nhân tứ chứng pha lô nó có cái bất thường về mạch vành. Nhiều bất thường không quan trọng, nhưng mà có một cái bất thường nhỏ nhỏ nhưng mà nó quan trọng là cái động mạch vành đó nó bắt qua cái phần phiểu. Cái lý do vì sao mà nó quan trọng là bởi vì thôi để ta lấy cái hình khác nữa. Đây là một cái hình mà chúng tôi vừa làm cách đây khoảng 3-4 tuần vậy đó. Thông thường các bạn sẽ không thấy cái động mạch vành nó đi kiểu này. Động mạch vành nó đi từ đây, nó qua đây. Động mạch vành phải nó đi từ đây qua đây. Bây giờ tự nhiên nó đâu ở phía bên trái, nó vòng qua. Thì có nghĩa là nó đang bắt qua cái phần phiểu. Và rất là nguy hiểm, bởi vì phẫu thuật viên khi mở mà xẻ cái này ra một cái thì đứt luôn cái động mạch vành. Và mình trong trường hợp này rất là khó để mà mình quét được một cái hình mà cắt toàn bộ cái động mạch vành cho phẫu thuật viên họ thấy. Bởi vì không thể, động mạch vành của trẻ con 1-2mm rất là khó cắt. Thì mình phát hiện ra như thế này, mình biết là động mạch vành này bất thường. Thì rõ ràng khi chụp CT các bạn thấy cái động mạch vành nó qua bên trái, nó vòng qua trước cái động mạch phổi, nó vòng qua như thế này, nó đi vòng qua như thế này. Và nếu mình phẫu thuật mình mở rộng cái động mạch phổi ra thì các bạn sẽ thấy nó cắt luôn cái động mạch vành, rất là nguy hiểm. Ví dụ ở đây, đây là cái hình trên cái bệnh nhân, ba cái hình này là của một bệnh nhân. Bạn thấy động mạch phổi đây, cái động mạch vành nó đi như thế này, nó vào qua đây, thất phải nha, thất trái. Bây giờ các bạn tưởng tượng nếu mà muốn mở rộng cái động mạch phổi ra, phẫu thuật viên sẽ xẻ một phát ngang ở đây. Và nếu như mình không báo trước cho phẫu thuật viên biết là có cái động mạch vành nó đi đâu đó, là rất là nhanh chóng các bạn sẽ xẻ một cái xẹt, và sau đó bệnh nhân tử vong là bởi vì nó sẽ bị nhồi máu thất phải, không có cách gì mà cứu vãn nổi. Rồi, đó là siêu âm. Còn hiện giờ thì rất ít khi mà chúng ta phải chụp CT hoặc là chúng ta chụp DSA. Chỉ trong một số trường hợp mà chúng tôi coi trường là thử có cái MAPKA, tức là những cái tuần hoàn bàn hệ đi kèm hay không, thì lúc đó mới chụp. Nhưng mà trước đây thì người ta chụp, đây là trong cuốn sách của người Đức, thì chúng ta thấy đưa cái cateter vào nhĩ phải, tĩnh mạch chủ dưới nhĩ phải, cái thất phải chúng ta thấy thất trái này, thất phải này, thất trái nhỏ xí, thất phải to đùng, mà nó xù xì kiểu này, có nghĩa là cái cơ bề nó quá phát triển. Và chúng ta thấy cái động mạch phổi nó chia ra hai nhánh thế này và nó hẹp, ngay hẹp phễu và ngay cái van đây, hẹp van đây, cái thân động mạch phổi nó cũng nhỏ. Còn nếu như chúng ta nhìn ngang chúng ta thấy đây, cái conus, đây là cái màu đen đen này, conus rất là lớn và nó đẩy lịch ra phía trước và làm cho động mạch chủ phía sau đây
và phía trước đây hẹp phiểu rất là nặng nề. Ở đây là cái van động mạch phổi nha, còn ở đây là hẹp phiểu rất là nặng nề. Đó là cái chụp, hoặc là chụp nó cũng có thể giúp cho người ta thấy được là cái nhánh động mạch phổi trái nó bị hẹp hoặc là gần như là nó đứt đoạn ra luôn. Và giờ ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp giống như cái siêu âm hồi nãy, chúng ta thấy cái động mạch chủ sẽ to như thế này, còn động mạch phổi cái phiểu nó hẹp, hẹp khít như đây, và hai nhánh này tương đối là nhỏ và nó tưới máu, cái nhánh này nó khá là nhỏ. Như vậy đó là cái trường hợp chúng ta chụp. Thường thì bây giờ chúng ta chỉ chụp để mà phát hiện cái mắc ca, hoặc là chúng ta chụp để mà can thiệp. Rồi đó là cái chẩn đoán. Chúng ta đi gần một tiếng đồng hồ tới cái chẩn đoán, chưa tới câu chuyện của những mà tôi muốn kể, nhưng mà chúng ta có 2 tiếng đồng hồ. Rồi vậy thì xử trí như thế nào? Nếu mà tím trong giai đoạn sơ sinh thì lúc đó ở một số nước, hiện giờ mà một số nước ví dụ như Nhật, người ta vẫn là phải phẫu thuật BTCN, tức là Plastoxection. Còn ở Việt Nam chúng ta thì hầu như chúng ta sẽ không có làm cái này nữa, ít, mà chúng ta sẽ đặt stent. Tức là stent để làm gì? Bởi vì chúng ta biết để mà đứa trẻ bớt tím thì chúng ta cần phải có lượng máu lên phổi. Thì cần lượng máu lên phổi đó, chúng ta có thể tạo một cái dòng từ động mạch chủ vào phổi. Thì bây giờ chúng ta có một cái ống động mạch nhỏ nhỏ đó, chúng ta đặt cái stent vô và giữ cho nó không hẹp nữa, thì máu từ động mạch chủ sẽ vào động mạch phổi, cho nên nó cải thiện cái mức độ tưới máu phổi, do đó nó sẽ đỡ tím. Trong trường hợp hẹp phiểu thì chúng ta có thể dùng propranolol để ngừa cơn tím. Đứa trẻ chúng ta thấy nó đa hồng cầu, nhưng mà đa hồng cầu không có nghĩa là không thiếu máu. Đa hồng cầu nhưng mà luôn luôn thiếu máu, do vậy là thiếu máu thiếu sắt, do chúng ta bổ sung sắt. Là bởi vì nếu như mà thiếu sắt thì cái tạo hồng cầu đó, cái hemoglobin nó sẽ không hiệu quả, cho nên sẽ càng tạo hồng cầu nhiều hơn nữa, và do vậy cái độ đặc của máu nó sẽ càng nhiều. Do vậy chúng ta phải bổ sung sắt, chứ đừng có nghĩ là vì ui cái này hemoglobin của nó cao hoặc là HCT của nó tới 65% cho nên không cần bổ sung, cái đó là sai, phải bổ sung sắt. Phẫu thuật triệt để, có một số nước thì người ta muốn phẫu thuật sớm, thì phẫu thuật sớm thì đứa trẻ sẽ không có bị những cơn tím là như vậy, phát triển phổi nhanh hơn, nhưng mà nó cũng có bất lợi trên cái thần kinh. Phẫu thuật triệt để muộn hơn một xí là sau 6 tháng. Thì lúc này sau 6 tháng thì có thể là đứa trẻ nó đủ phát triển, đủ lớn, cái chức năng trong cơ thể nó đủ để mà ví dụ thận hoặc là thần kinh, gan gì đó nó phát triển, lúc đó chúng ta có thể phẫu thuật triệt để được. Còn bây giờ vai trong cái thời đại của cái tim mạch học can thiệp thì chúng ta có thể thấy là, một là chúng ta có thể nong cái van động mạch phổi, nếu cái van động mạch phổi nó hẹp chúng ta có thể nong ở tại van thôi. Có thể chúng ta đặt stent để cung cấp máu nhiều vào trong phổi, hoặc là trong trường hợp mà có nhiều cái mắc ca, tức là cái tuần hoàn bằng hệ chủ phổi nhiều quá, nó tưới máu phổi nhiều quá, chúng ta phải biết tắc. Thì đó là cái vai trò của cái can thiệp nội mạch. Nếu như mà chúng ta không có điều trị gì hết thì tuổi thọ trung bình của tuyến chứng pha lô là 12 năm. Thì ở đây lại nhắc lại cái người phụ nữ đầu tiên, đó là Abbott. Bà này công bố vào năm 1936, tức là lúc đó chưa có phẫu thuật gì hết, thì đứa trẻ nó sẽ chết, trung bình là 12 năm nó sẽ chết. Và chúng ta thấy khoảng hơn 1/4 những đứa trẻ đó sẽ chết trước 1 tuổi, rất là nhanh. Và 50% sẽ tử vong trước khi đến tuổi đến trường. Và sau đó thì cứ 10%, cứ mỗi năm là có 10% em bé chết. Chết là do gì? Thiếu oxy não, do cái cơ tim, bệnh lý về cơ tim, do thuyên tắc, do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và chúng tôi có một bệnh nhân 45 tuổi mà phẫu thuật BTCN trước 1975, và sau đó thì chúng tôi phẫu thuật vào năm 2013, nhưng bệnh nhân này không thể nào sống nếu như không có cái BTCN này. Vậy BTCN là gì? Đây là cái BTCN. BTCN là cái tên mà lát nữa chúng tôi sẽ nói. Chúng ta thấy vì máu lên phổi chỗ này lên phổi rất là ít, cho nên sẽ không có đủ trao đổi máu khí ở phổi. Do đó người ta đưa ra một cái phẫu thuật, chúng ta nối cái động mạch dưới đồn vào trong, trực tiếp vào động mạch phổi, để cho máu từ tim ra, có máu tím mà, máu có trộn, thì một phần nào đó nó sẽ chạy vào đây, và cái phần hemoglobin mà khử đó nó sẽ đi vào trong động mạch phổi để nó trao đổi oxy. Thì đó là cái A, chúng ta thấy là shunt blood loss toxic kinh điển hay là cổ điển, cái mà chúng ta sẽ nói.
Còn hiện nay nếu mà làm petition thì thường người ta sẽ không cắt cái động mạch dưới đồn ra nữa, mà chúng ta sẽ lấy một cái ống ghép, chúng ta nối từ cái động mạch dưới đồn vào cái động mạch phổi. Thì đây là cái petition gọi là cải tiến, cải biên. Hoặc là một số trường hợp chúng ta có thể dùng nhiều phẫu thuật khác là Patterson hoặc là Waterson gì đó, BOT. Nhưng mà một cái phẫu thuật mà thường gặp là chúng ta làm centration, tức là ta nối từ đây, từ động mạch chủ vào trong giữa cái động mạch phổi đây để cho máu nó đi đều qua hai bên và nó ít sáng vặn, bởi vì chúng ta nối một bên thì máu thường đi một bên và có thể nó gây sáng vặn. Thì đó là cái phẫu thuật tạm thời để cho đứa trẻ có đủ lớn. Vậy thì đó là bắt đầu cái câu chuyện của chúng ta. Đây, cái phẫu thuật tạm thời thì các bạn thấy đây là cái bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật, trong bệnh nhân tứ chứng pha lô đầu tiên được phẫu thuật. Các bạn nhìn thấy mà rất là thiếu khí phải không, mũi rộng ra, cứ nhìn cái vẻ luôn luôn đứa trẻ này luôn luôn thiếu khí. Và tên của đứa trẻ này là Eileen Saxon, cái tên mà nổi tiếng. Và chúng ta thấy ở đây, người ta thấy cái bài báo này gọi là The Birth of a New Era, có nghĩa là khai sinh ra một cái kỷ nguyên mới. Thế cái kỷ nguyên đó mới đó là kỷ nguyên điều trị bệnh tim bẩm sinh. Và cái ngày mà khai sinh ra đó là cái cuộc cách mạng hóa đó là vào ngày 29 tháng 11 năm 1944, là cũng khá là lâu rồi. Vậy thì đó là phần thứ nhất, từ nãy giờ chúng ta đang nói về tứ chứng pha lô. Bây giờ chúng ta nói thứ hai, cái phần thứ hai của bài nói chuyện hôm nay là những cái trái tim vĩ đại. Đây là câu chuyện của chúng ta. Có ba người. Người thứ nhất cũng lại là một phụ nữ, phải không? Người thứ hai, nếu như các bạn có nhớ lại cái trailer hồi nãy á, thì bạn thấy cái ông này bây giờ không có đeo kính, nhưng mà cái người này gương mặt hơi giống bác sĩ mà thường hay xuất hiện đó. Và cái người thứ ba là cái người da đen. Và dĩ nhiên tất cả những người này đều đã thành người thiên cổ rồi, phải không? Thậm chí trước khi cả một số bạn ở đây sinh ra, năm 85, 86, năm 64. Ê, xin lỗi chỗ này mình sai chỗ này. Rồi, vậy thì chúng ta nói đầu tiên, Lady First sẽ nói về người này. Chúng ta biết đây là bác sĩ Helen Brooke Toxic. Thì bà này có một cái lịch sử rất là nổi tiếng, rất là đặc biệt. Bà là một con của một gia đình rất là danh giá, giáo sư đại học, cha là giáo sư đại học. Nhưng mà khi bà sinh ra thì năm 11 tuổi thì mẹ mất. Và ngay lập tức trong cái thời niên thiếu của bà mắc chứng đọc khó, tức là đọc mà khó hiểu, khó đọc và khó hiểu được cái từ. Nhưng mà sau này bà vẫn thành bác sĩ, điều đó mới là điều vĩ đại. Và khi lớn lên bà học rất là nhiều, nhưng mà muốn vào trường y thì bị Harvard và Boston người ta từ chối, không cho bà học. Nhưng mà bà không cho học y, nhưng mà bà vẫn xin theo là không cho tôi học y, nhưng mà cho tôi học một số cái môn, hoặc là học 4 năm mà không cần lấy bằng cũng được, tức là đam mê học thôi. Có thể học giải phẫu, học mô phôi, học gì đó, nhưng mà không được lấy bằng. Vẫn chấp nhận học. Và sau đó khi bà tìm hiểu được thì bà biết là Đại học John Hopkins. Và người ta nói luôn cái trường y Harvard ấy, 100 năm trước đó, trước cái thời điểm bà này 100 năm trước đó thì đã từ chối, mà vẫn không có thay đổi về cái chính sách là phụ nữ là không được học. Và sau này chúng ta biết da đen cũng không được học y. Học y là phải mấy người đàn ông mà không có da đen như thế đó. Thì lúc đó người ta quan niệm như vậy. Nhưng mà có một trường cực kỳ nổi tiếng là John Hopkins, các bạn đều biết rồi, John Hopkins, và chấp nhận cho bà học y, và cho học y và cho có bằng bác sĩ luôn. Chính vì vậy thì bà học y ở đó và học tốt nghiệp, và sau đó bà vừa tốt nghiệp thì bà bị điếc. Điếc luôn. Và chúng ta biết là thời đó mà tim mạch thì phải nghe, đúng không? Đâu phải giống như bây giờ có siêu âm, có X quang, có gì. Mà lúc đó chỉ, dĩ nhiên lúc năm 1927 thì có X quang rồi, nhưng mà phải nghe, mà bà này bị điếc, mà vẫn trở thành một bác sĩ tim mạch cực kỳ xuất sắc. Và chính bà lại là gọi là giáo chủ sáng lập cái môn phái tim mạch nhi trên thế giới, ở Mỹ và trên thế giới. Bà là, cho nên những ai mà làm tim mạch nhi thì bà này là đại sư mẫu, đúng không? Thái sư mẫu. Và bà cũng là cái người đầu tiên
người phụ nữ đầu tiên mà được bầu làm chủ tịch của cái hội tim Mỹ ASA vào năm 1965, tức là hai cái lần đầu tiên. Và trong quá trình làm việc của bà thì bà này có một cái điểm đặc biệt là cực kỳ yêu bệnh nhân nhưng mà cực kỳ ích kỷ và cực kỳ khó chịu, không có teamwork. Bà này là đặc biệt như vậy. Và tất cả những cái bệnh nhân của bà hiểu rất là rõ, nhưng mà coi đó gần như là cái tài sản của bà, không có chia sẻ với ai được hết, rất là khó làm việc. Cho nên những đứa trẻ tới là bà biết bệnh lý không nói gì, mà biết luôn cả gia đình, biết tất cả những cái vấn đề mà khó khăn của bệnh nhân, nắm rất rất là vững. Thì trong quá trình mà bà làm như vậy thì bà nhận thấy là mổ sát, bà phát hiện là những đứa trẻ tứ chứng pha lô, những tứ chứng pha lô mà có cái ống động mạch nó to thì có vẻ nó sống lâu hơn, mà tứ chứng pha lô mà cái ống động mạch nó thiệt là nhỏ, chết nhanh hơn. Và vào đó, lúc đó năm 1939 thì chúng ta biết là có một cái phẫu thuật viên cực kỳ nổi tiếng, đó là Ross. Và ông này đã phẫu thuật đóng ống động mạch. Thì ông này thì đi theo cái hướng là đóng ống động mạch cho những bệnh nhân mà bị ống động mạch cột ống động mạch. Nhưng bà là thấy ông này cột ống động mạch được thì bà nghĩ là có thể cột được thì có thể tạo được. Và bà nghĩ là những bệnh nhân tứ chứng pha lô như vậy, bà suy ra là vì nó thiếu máu vào phổi cho nên chết sớm. Cho nên bà muốn là lấy máu bắt một cái cầu từ động mạch chủ vào phổi để mà đứa trẻ sống được nhiều hơn. Và chính vì lý do đó bà đưa ý tưởng cho ông Ross. Và ông này ông nói sao? Chỉ riêng mà cái việc mà đóng cái ống động mạch ấy, đã đủ mệt rồi. Bây giờ mà tôi không có muốn là làm một cái ống động mạch nhân tạo. Động mạch tự nhiên tôi đi đóng thì đủ chết rồi. Bây giờ mà làm cái ống động mạch nhân tạo gì nữa, không có thời gian. Và ông không muốn làm nữa. Cho nên bà bị từ chối. Nhưng mà sau đó năm 1941 thì lúc đó ông Lalock trở về đây, về Đại học John Hopkins, và thành là người phẫu thuật viên, gần như là phẫu thuật viên chính. Cho nên bà lại đưa ra cái ý tưởng cho cái phẫu thuật viên này. Và ông này, như hồi nãy trong cái trailer các bạn thấy, we change the world và make a history. Nghĩa ông này phẫu thuật viên rất thông minh và có một cái tham vọng muốn tạo nên một cái dấu ấn gì đó. Cho nên khi mà nhận được cái ý tưởng là để cứu những đứa trẻ tứ chứng pha lô này, dĩ nhiên các bạn biết hồi đó những đứa trẻ tứ chứng pha lô chết một cách rất là thê thảm. Ông xuất phát từ cái tâm của ông, nhưng mà cũng có một cái muốn để tạo cái danh tiếng. Thì đưa ra ý tưởng này là ông bắt ngay, ok ngay. Bởi vì đó là cái trực giác của ông, là cái này có thể sẽ làm nên tên tuổi và có thể làm thay đổi về lịch sử. Và năm 1944, ông Lalock và ông Thomas tạo nên một bước ngoặt. Các bạn thấy bước ngoặt như hồi nãy trong cái bộ phim mà chúng ta thấy. Vậy thì Thomas là một phẫu thuật viên người da trắng. Lalock là phẫu thuật viên người da trắng. Vậy Thomas là ai? Cái hình hồi nãy chúng ta đưa các bạn thấy rồi. Thomas là cái người như thế này. Và chúng ta thấy Vivian Thomas là chưa bao giờ vào đại học. Nhưng mà ông có một cái gì? Một cái thiên bẩm, thiên tài, gọi là genius, và có một cái độ khéo tay là coi như là làm người khác sững sờ. Ông khéo tay cực kỳ. Và các bạn biết, có thể chính vì khéo tay đó mà cái nghề đầu tiên của ông, để nghề mà kiếm sống đầu tiên của ông là cái nghề thợ mộc. Ông làm thợ mộc. Và sau đó ông muốn học y, nhưng mà như là và Helen Toxic bị từ chối. Thì người da đen lúc đó không được học y. Mà như trong bộ phim các bạn thấy, đi vào cổng chính là ngay lập tức bị chặn lại, phải đi cổng sau, không được đi cổng chính. Người da đen lúc đó chưa có được cái quyền như vậy. Cho nên, nhưng mà trong người ông luôn luôn có thôi thúc là muốn tìm hiểu. Cho nên ông sau đó ông xin tới làm một cái chân phụ tá ở trong cái phòng thí nghiệm. Đây là cái phòng thí nghiệm của bác sĩ Lalock. Và khi mà Lalock nhận được ý tưởng của Toxic về cái phẫu thuật này, thì ông nghĩ ngay đến Thomas. Và chính Thomas là người mà cùng với Lalock phẫu thuật trên khoảng 200 con chó để mà kết nối cái động mạch mình phẫu thuật trước, khoảng 200 con chó. Và ông chính ông này, khi mà ông làm như vậy thì ông tạo ra rất nhiều cái dụng cụ để cho mà phục vụ cho ông Lalock mổ. Và như vậy chúng ta thấy trong cái cuộc mổ đó, Lalock hồi nãy chúng ta thấy trong bộ phim, Lalock chạy ra ngoài và kêu ông kia và bắt ông kia là phải rửa tay. Ông này vào đây, đứng phía sau Lalock đây, Lalock mũi chính đây,
và ông này đứng phía sau, ông này là cầm dao, ông này là chỉ huyệt, ông này là cầm dao nhưng mà ông là chỉ huyệt, tức là có vấn đề gì về mặt giải phẫu ông này biết, có vấn đề gì về phẫu thuật ông này biết, tức là ông không được đụng vào bệnh nhân nhưng mà ông biết. Và chúng ta thấy đây là cái hình mà nó gọi là cái hình cực kỳ cảm động và cái hình lịch sử, người này đứng phía sau và người này đứng phía trước, và chúng ta thấy tạo nên cái lịch sử mổ cho một cái em bé, hồi nãy chúng ta nói rồi, Aileen sắc sinh 15 tháng tuổi mà lúc đó là chỉ có 5 kg, 15 tháng tuổi 15 kg, và nhập viện vì cấp cứu. Và chúng ta thấy nếu như mà không mổ thì trẻ sẽ chết, chúng ta thấy đó, như cái hình này nãy trong bộ phim đó, thì đây là cái cuộc mổ, và sau đó là cuộc mổ cực kỳ thành công và nó làm cho đứa trẻ thoát khỏi cái cơn tím. Tuy nhiên chúng ta biết cái ban đầu thì bao giờ người ta cũng sẽ khó có thành công hoàn toàn. Thì ngay khi mà đứa trẻ đã thành công cuộc mổ rồi thì trong một khoảng thời gian sau đó thì cái sinh này nó không hoạt động đủ, cho nên phải mổ lần thứ hai. Và mổ lần thứ hai thì sau đó không thành công, hồi sức không thành công, cho nên em bé cũng chết vào lúc 2 tuổi. Có nghĩa là em bé chỉ sống sau cái phẫu thuật này khoảng 5 tháng. Nhưng mặc dù em bé đó chết nhưng mà cái phẫu thuật này thành công, và chính cái phẫu thuật này thành công và nó tạo nên một cái làn sóng trên toàn thế giới, và người ta mổ, người ta tiến hành, vậy thì tim không phải là cái chỗ mà chúng ta không được đụng vào, và người ta mổ rất nhiều nơi trên thế giới, người ta bắt đầu học hỏi và người ta mổ. Và mới đầu thì chúng ta mổ tim ở đây, chúng ta không có dụng cụ gì để cho tim ngừng đập, phải chúng ta mổ trên trái tim đập. Sau đó những cái dụng cụ cần càng ngày người ta phát triển, ví dụ đầu tiên người ta dùng cái máu ở người thân để người ta truyền tuần hoàn, rất là phức tạp. Nhưng mà khoảng năm 1953, 54 tôi quên rồi, thì Lillehei mới phát minh ra được cái máy tuần hoàn tim phổi nhân tạo. Và cái mà bây giờ chúng ta mổ tim hở thì luôn luôn phải có cái máy chạy tuần hoàn nhân tạo đó, cái tim phổi nhân tạo đó. Thì dĩ nhiên người ta phát minh sau, nhưng đây là cái cột mốc để người ta biết là tim có thể mổ được. Và chính cái cuộc sống ngắn ngủi của em bé này nó tạo nên một cái cuộc cách mạng mà làm cho những cái cuộc đời về sau có thể nở hoa được. Thì cái phẫu thuật như nãy chúng ta nói rồi, cái phẫu thuật Blalock toxic, bây giờ người ta có một số người gọi là Blalock toxic Thomas, thì rất là hiếm trong cái phẫu thuật mà tên phẫu thuật nó mang tên một người là bác sĩ nội khoa là toxic. Rất là hiếm trong một cái phẫu thuật nào đó mà nó mang tên một người không phải là bác sĩ. Thì ở đây là Thomas. Dĩ nhiên Thomas sau đó thì được nhận bằng bác sĩ danh dự, bởi vì ông sẽ không đủ sức để học lại nữa, nhưng mà được bằng danh dự. Và dĩ nhiên bây giờ người ta biết đến ông. Và cái hình này thì mặc dù là một người đứng sau nhưng lại có thể đẩy những người đứng trước làm ra một cuộc cách mạng. Thì vì lý do là hiện giờ chúng ta làm cái phẫu thuật Petersen cải biên nhiều, cho nên rất là ít có cái phẫu thuật cổ điển. Nhưng may mắn là tôi cũng chụp được một bệnh nhân có cái phẫu thuật Petersen cổ điển. Đây, các bạn thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. Đây, động mạch dưới đòn. Động mạch dưới đòn người ta cắt nối vào luôn cái động mạch phổi phải phía bên này, và nó chạy qua động mạch phổi trái. Đây là thực sự ra không biết đây tới khi mà tôi nghỉ hưu thì còn có khả năng gặp lại được một cái Petersen kinh điển như thế này nữa không. Nhưng mà đây là cái hình mà tôi nghĩ là rất là quý. Và nó, đây có động mạch dưới đầu này, chúng ta thấy nó đi đó. Thì đó là hình ảnh của cái Petersen cổ điển. Vậy thì đó là cái Petersen cổ điển, nó làm cho đứa trẻ có thể sống được và sau này chúng ta có thể phẫu thuật triệt để được. Thì vậy thì vai trò của Petersen hiện nay như thế nào? Ở một số nước, khi mà đứa trẻ nó quá nhỏ, cần cho đủ lớn mà đứa trẻ phải, cái phổi nó không, lượng máu lên phổi đủ để mà đứa trẻ phát triển, thì người ta vẫn làm Petersen, nhưng Petersen cải biên. Còn ở như chúng ta thì chúng tôi có nói rồi, chúng ta có thể dùng stent BDA. Và khi một đứa trẻ đủ lớn thì lúc đó chúng ta bắt đầu sẽ phẫu thuật triệt để. Phẫu thuật triệt để chúng ta sẽ không phải là phẫu thuật viên, cho nên chúng ta sẽ không nói nhiều. Chủ yếu thứ nhất là chúng ta sẽ vá lại cái thông liên thất, và chúng ta có thể mở rộng cái
phỉu thất phải nếu như mà chỉ hẹp phỉu thôi. Còn nếu như mà hẹp luôn cả với phỉu hoặc là van và trên van thì chúng ta phải mở băng qua cái vòng van. Vòng van đây chúng ta mở băng qua, chúng ta làm một cái miếng vá, chúng ta gọi là miếng patch. Thì như nãy chúng ta thấy, nếu như cái động mạch vành mà nó đi từ đây nó bắt chéo qua đây, thì khi mà chúng ta xẻ như thế này thì sẽ đứt mạch vành, phải không? À, thì đó là cái phẫu thuật, hoặc là thậm chí đôi khi người ta có thể phải làm một cái ống ghép, nếu nhỏ quá làm ống ghép nhân tạo từ thất phải lên lên động mạch phổi. Thì đó là cái phẫu thuật triệt để. Thì khi phẫu thuật triệt để như thế này thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái mạch máu phổi, phụ thuộc rất nhiều vào mạch máu phổi. Do vậy chúng ta phải siêu âm đánh giá được cái mạch máu phổi. Và đây là tranh thủ quảng cáo luôn một chút, vì slide này hôm trước tôi đi mang đi chỉ đạo tuyến. Thì hiện giờ ở Đại học Y Dược cũng như là rất nhiều nơi ở Sài Gòn thì chúng ta rất hiếm có trường hợp phẫu thuật tạm thời, mà đa phần là đặt stent. Ví dụ như là có một bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng tuyên bố là không bao giờ làm PT sinh, đặt stent là xong hết. Nó cũng đúng. Trong trường hợp mà đứa trẻ quá nhỏ thì chúng ta có thể phẫu thuật PT sinh, nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển qua đặt stent hoặc là stent BDA hoặc là stent cái đường thoát thất phải. Còn phẫu thuật triệt để ở chỗ chúng tôi thì khoảng thường thường chúng ta sẽ cố gắng giữ đến 6 tháng để đứa trẻ đủ phát triển, hoặc là cân nặng trên 5kg. Dĩ nhiên cái này là cái mốc mình nói vậy thôi, chứ đôi khi có đứa trẻ 4kg mà nó nặng nề quá mà chúng ta thấy tiên đoán là có nuôi nữa thì nó không lây nữa, mà có thể nó xấu đi, thì lúc đó chấp nhận là có nguy cơ thì chúng tôi sẽ mổ khoảng 4kg. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng muốn cho các bạn sinh viên cũng như là các bác sĩ ở tuyến tỉnh hiểu là cái mốc 10kg là cái mốc chúng ta cần phải bỏ. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là trong tình trạng rất là trễ, hỏi là vì sao, nói là bác sĩ đó nói là phải 10kg mới mổ được, chứ dưới 10kg không mổ. Thì để một đứa trẻ bị bệnh rất là nặng mà nuôi cho lên được 10kg ấy, thì nó có hành trình nó còn khó hơn leo Everest. Như vậy là chúng ta thấy phẫu thuật triệt để xong xuôi rồi, đứa trẻ sẽ hồng hào lên, sẽ rất là tốt đẹp. Nhưng mà câu chuyện đấy đó không phải hết, là bởi vì khi mà chúng ta phẫu thuật như vậy, chúng ta sẽ mở cái động mạch phổi ra, đặc biệt là trong trường hợp cái vòng van nó rất là nhỏ, chúng ta xẻ ra. Thì sau đó sẽ có rất nhiều cái tổn thương, chúng ta xẻ riêng thất phải, chúng ta xẻ riêng động mạch phổi, thì có thể là tổn thương ở thất phải gây sẹo, có thể gây loạn nhịp, hoặc là bản thân cái phẫu thuật đó nó cũng khó, cho nên có thể là cái xuân, cái tồn lưu hoặc là cái hở phổi. Và khi mà chúng ta biết rồi, hở phổi cái dòng máu đổ ngược về thất phải, và thất phải nó giãn vì nó nhận lượng máu nhiều cho nó giãn đến một lúc nào đó mà cái vòng van nó cũng giãn đủ để mà gây hở van ba lá, thì chúng ta thấy rồi, vừa ở trên thì hở phổi mà dưới hở van ba lá thì chúng ta thấy là câu chuyện nó rất là khổ. Thất phải bóp cái một lượng máu rất là lớn nó trào ngược về van ba lá, một lượng máu rất là nhỏ nó lên phổi, mà lượng máu nhỏ lên phổi rồi sau đó nó cũng lại ngược về thất phải, cho nên cái thất phải nó sẽ nhanh chóng nó bị giãn và nó sẽ gây suy tim rất là nhanh. Do vậy làm sao đó chúng ta phải theo dõi, luôn luôn theo dõi. Có nhiều bệnh nhân vô hỏi là bây giờ mổ con tôi một lần hay là mổ nhiều lần, thì câu hỏi nó có lý, là bởi vì có một số trường hợp tim bẩm sinh một thất đi thì mình phải giải thích có thể mổ hai lần hoặc ba lần. Còn cái mổ này là mình mổ triệt để một lần, nhưng mà nó mổ một lần không có nghĩa là từ đó về sau sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Nó sẽ có, ví dụ như là hở vành động mạch phổi, hoặc là chúng ta biết rồi, trước khi mà có phẫu thuật thì vì cái lượng máu lên phổi nó rất là ít, cho nên lượng máu của hai thất chủ yếu nó đổ qua động mạch chủ. Do vậy cộng thêm với động mạch chủ nó đã bị giãn rồi, bây giờ cái lượng máu lên chủ nó càng nhiều thì bắt đầu nó sẽ càng hở chủ, cái động mạch gốc động mạch chủ nó càng to ra. Và nếu chúng ta đặt stent và chúng ta làm PT sinh thì cái lượng máu vì phổi lại nhiều và nó xuống dưới thất trái lại nó bơm lên cái động mạch chủ nữa mà nó không qua phổi, thì cái động mạch chủ nó sẽ càng ngày càng giãn, và sau đó chúng ta sẽ có cái hở van động mạch chủ rất là nhiều. Rất là tiếc là tôi đã có siêu âm rồi, định đưa vô đây, nhưng mà sao tự nhiên chiều nay không phát hiện ra được cái trường hợp mà cái slide mà có cái bệnh nhân hở phổi rất là nhiều, hở chủ rất là nhiều sau khi mà trong cái tứ chứng pha lô. Vậy thì với cái phẫu thuật mà
tác động lên thất thì có thể gây sẹo và nó có thể gây loạn nhịp thất, có thể gây đột tử. Có vấn đề hiện nay là thường chúng ta sẽ gặp là khi bệnh nhân phẫu thuật xong xuôi rồi, 10 năm, 15 năm sau sẽ đến với chúng ta với bằng cách hỏi là: bác sĩ, bây giờ con có thai được không? Câu hỏi đó rất là khó mà trả lời như thế nào. Dĩ nhiên khi mình phát hiện ra một cái tứ chứng pha lô trước đây với lại cái giải phẫu thuận lợi, mình mổ, bây giờ nó tốt, không có hở vanh, động mạch phổi nhiều, thất phải nó có giãn nhưng mà giãn không có nhiều lắm, cái chức năng tốt thì vẫn khuyên người ta có thể có thai, nhưng mà theo dõi sát. Với trường hợp mà nó giãn quá nhiều thì chắc chắn bây giờ chúng ta phải điều trị trước khi mà chúng ta cho phép bệnh nhân, dĩ nhiên không phải cho phép, khuyến cáo bệnh nhân thời điểm có thai. Thì thường chúng ta siêu âm, thì cái bài mà siêu âm thất phải thì chúng tôi không có nói ở đây, sẽ nói một dịp khác. Nhưng mà siêu âm thất phải để chúng ta đánh giá được cái chức năng đó như thế nào. Nhưng mà cuối cùng để mà quyết định điều trị thì chúng ta phải dùng đến MRI tim để chúng ta đo được cái thể tích thất phải là bao nhiêu, trên 160ml trên mét vuông da hay là trên 170ml trên mét vuông da, thì lúc đó chúng ta phải có chỉ định can thiệp vào cái van động mạch phổi. Thì trong trường hợp nhỏ thì chúng ta có thể, nếu mà hở nhiều quá chúng ta có thể mở lại thay van cái động mạch phổi. Còn khuynh hướng hiện nay với những bệnh nhân lớn thì chúng ta thấy ví dụ như đây, trường hợp hở van động mạch chủ mạch phổi như thế này, chúng ta đưa cái tay qua đây chụp một cái, nó hở tịch xuống dưới này xuống phổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái van có thể thay van qua da giống như là ta vi bên động mạch mạch chủ, chúng ta đặt cái van nhân tạo vào đây mà chúng ta thấy rõ ràng bây giờ bơm máu nó chỉ đi ra động mạch phổi ngoại biên, không có trào ngược lại. Thì đây là một cái khuynh hướng mà trong tương lai thì hiện giờ chúng ta cũng có làm một vài ca, nhưng mà làm vài ca là giống như là để thử nghiệm, hoặc là để bệnh viện này là làm đầu tiên. Nhưng mà trong tương lai thì chắc chắn phải có những cái chương trình rất là rõ ràng về tài chính, về kỹ thuật để chúng ta điều trị cái bệnh lý này, hở van động mạch phổi. Và chúng ta biết tứ chứng pha lô sau khi mổ nó sẽ diễn tiến đến suy tim trong một số trường hợp, và dựa trên cái tứ chứng pha lô mà người ta tìm hiểu luôn cả cái suy tim ở bệnh nhân lớn mà có tim bẩm sinh. Và tứ chứng pha lô nó không phải là cái bệnh lý mà chúng ta có thể nói trong vòng 1 tiếng 20 phút, bởi vì có rất nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như người ta có thể viết nguyên cả một cuốn sách, mà ở đây là không phải là cuốn sách về tứ chứng pha lô, mà một cuốn sách về thất phải ở người lớn mắc tứ chứng pha lô. Thì các bạn thấy cái tứ chứng pha lô trong vòng 1 tiếng 20 phút qua chúng tôi đã trình bày với các bạn một số cái điểm chính yếu về cái sinh lý bệnh, giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh, và một số câu chuyện mà nó tạo cảm hứng xung quanh cái bệnh lý này. Thì không biết là các bạn có câu hỏi gì không, nhưng mà có một câu hỏi của một bạn Y6, nó là tứ chứng pha lô có tăng áp phổi hay không, phải không? Vậy thì tứ chứng pha lô thực sự có tăng áp phổi hay không? Các bạn thấy có, trong cái siêu âm tim mà khi chúng ta đo cái dòng hở qua van ba lá mà chúng ta nói đó là BABS, tức là áp lực phổi, thì nó phải có một điều kiện là không có hẹp phổi, thì lúc đó chúng ta mới coi cái áp lực đó, áp lực của thất là áp lực của phổi. Vậy thì trong trường hợp này liệu cái hẹp phổi đó nó có thể bảo vệ phổi được không? Đây, chúng ta thấy nếu như các bạn siêu âm, bạn thấy cái dòng hở chỗ này, các bạn đo cái áp lực của nó là 100 đi, các bạn nghĩ này tăng áp phổi, nhưng không phải, nó không tăng áp phổi, cái áp lực đó là cái áp lực ngoại biên. Bởi vì đây này, nó thông thường chỗ này, cái áp lực cao như vậy là áp lực ngoại biên, tức là cái áp lực của động mạch chủ. Còn động mạch phổi nó đã hẹp như thế này thì cái động mạch phổi này nó được bảo vệ. Cho nên nếu mà tứ chứng pha lô theo cái thể bình thường thì sẽ không bao giờ có tăng áp phổi. Tuy nhiên tứ chứng pha lô mặc dù là rất là hiếm gặp, nhưng mà đôi khi nó sẽ có trường hợp là, một là cái tứ chứng pha lô này nó bị giống như cái ca mà hôm mấy bữa trước mình coi đó, một cái động mạch phổi, thường là động mạch phổi phải, nó đứt đoạn, nó bị đứt vô đây,
và động mạch phổi đó nó nối vào động mạch chủ mà nó không có hẹp thì chắc chắn là phía bên trái nó không có tăng áp phổi, nhưng phía bên phải nó tăng áp phổi. Nhưng mà đó không phải là cái kiểu của tiến chứng Fallot, đó là bởi vì nó bất thường là bất thường ở cái động mạch phổi này, nó đứt đoạn, nó nối vào động mạch chủ, cho nên nó mới nhận cái áp lực trực tiếp từ động mạch chủ, do đó nó tăng áp phổi. Hoặc là trong cái trường hợp của tay van động mạch phổi mà thông liên thất á, thì có rất nhiều cái động mạch tuần hoàn bàn hệ từ động mạch chủ vào động mạch phổi, cho nên lúc đó nó có thể gây tăng áp phổi. Mà thường nó gây tăng áp phổi ở cái, một cái vùng phổi mà được cái mạch máu đó tưới, cho nên nó sẽ tăng áp phổi, có thể là khu trú cái vùng này tăng áp phổi nhưng vùng khác nó lại không tăng áp phổi. Do vậy nếu mà trả lời luôn là tiến chứng Fallot có tăng áp phổi hay không thì mình sẽ hỏi lại cô là dạ cô nói tiến chứng Fallot gì, mình hỏi cho có vẻ là hơi để hiểu biết hù giáo viên nhỉ? Này, tiến chứng Fallot gì, cô nói tiến chứng Fallot có kiểu gì, hay là cô nói luôn cả PAVHD thì lúc đó em sẽ được 10 điểm, là bởi vì đôi khi cô thấy Thành nó giỏi quá cho nên là thôi cho mày 10 điểm luôn cho rồi khỏi hỏi nha. Rồi không biết là trên trang thì các bạn có câu hỏi gì nữa không? Không có câu hỏi phải không? Vậy thì nếu như mà không có câu hỏi gì thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm ngưng chương trình ở đây. Và các bạn có thể có câu hỏi đưa lên trên trang và lúc đó bên mọi người sẽ tập hợp lại và chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi nếu được, nếu có thời gian trả lời từng câu hỏi. Hoặc là nếu như mà không trả lời hết được thì có thể trong cái buổi phát sóng lần sau, trong một cái bài khác, chúng tôi sẽ dồn lại và chúng ta trả lời luôn vào đầu giờ cái buổi phát sóng ngày hôm sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn.